Chào mừng quý bác sĩ đến với chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến siêu âm mạch máu từ cơ bản đến nâng cao do Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Chương trình gồm 8 phần học, mỗi phần học gồm 3 buổi và toàn bộ chương trình có lịch học từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021. Chương trình phần 3 về siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4. Kính thưa các quý bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu các bài học đầu tiên của phần 3 là bài siêu âm Doppler động mạch đốt sống, bệnh lý hẹp tắc và bài đánh giá suy tuần hoàn não sau do bác sĩ Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội Siêu âm Việt Nam trình bày. Trong quá trình nghe giảng, quý bác sĩ hãy đặt các câu hỏi cho báo cáo viên thông qua phần Q&A trên giao diện chương trình hoặc gửi các câu hỏi cho ban tổ chức qua email để được giải đáp ở phiên thảo luận ngày 3 tháng 4. Sau đây, xin kính mời bác sĩ Nguyễn Quang Trọng bắt đầu phần bài giảng. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái siêu âm Doppler động mạch đốt sống. Đây là cái loạt bài trong chương trình được kết hợp giữa cái Hội Siêu âm Việt Nam và hãng GE Healthcare. Đây là cái hình tôi chụp vào tháng 5 năm 2005 khi mà làm nội trú bên Pháp, thì cái đợt đó đi chơi ở cái Mont Saint-Michel. Tổng quan thì mình sẽ có cái động mạch đốt sống, thường nó có khẩu kính nhỏ khoảng chừng 4 ly, hai bên thường có kích thước không có như nhau, bên phải thường nhỏ hơn bên trái nhưng mà đôi khi nó cũng ngược lại. Nó có một điều do nó bất đối xứng về kích thước, cho nên là cái mạch máu nào mà đường kính nhỏ hơn thì cái peak systolic và end diastolic sẽ nhỏ hơn và trở kháng RI nó sẽ cao hơn. Khảo sát Doppler động mạch đốt sống ở V2 thành công khoảng 95-98% trường hợp, tức là V2 dễ làm. Nó dễ nhưng mà thực ra không phải dễ, là vì khi mà cái động mạch nó nằm sâu cũng rất là khó. Khảo sát V1 đến chỗ xuất phát thì tỷ lệ thành công kém hơn. Bên phải khoảng chừng 80, bên trái thì khoảng chừng 2/3 số phần trăm trường hợp. Gốc của động mạch đốt sống đôi khi nằm rất là sâu. Do nó sâu cho nên mình nên chuyển dùng đầu dò. Nếu mà dùng đầu dò linear thì do nó sâu quá mình coi không được thì mình chuyển sang dùng convex. Một cái mốt mà nếu mình cố gắng mình làm, tức là trên cái đồ dò linear mình dùng cái mốt convex ảo thì đôi khi mình cũng khảo sát được. Như vậy thì cái đoạn mà dễ làm là cái V2. V2 nó thẳng, ít uốn cong và cái đường kính nó không có thay đổi và ít khi có mạng vữa sơ. Cái động mạch đốt sống nó hay bị uốn lượn tại gốc, cho nên là cái lúc mà làm Doppler ở gốc nó cũng khá là khó. Hầu hết các trường hợp là trên 90% nó hẹp động mạch đốt sống nó lại xảy ra ở gốc và tắc nó cũng ở gốc luôn. Thế nhưng mà nhiều khi mình làm không để ý, mình chỉ coi V2 và mình kết thúc, và như vậy này mình sẽ bỏ sót rất là nhiều trường hợp nó hẹp. Còn nếu nó tắc thì mình là tất nhiên ở V2 nó không có dòng chảy rồi. Cuối cùng cần lưu ý là cái động mạch đốt sống nếu mình làm không cẩn thận mình lầm với cái thân giáp cổ. Rồi, thì mình thấy đây là động mạch cạnh trung bên trái, đây là qua động mạch chủ và đây là cái từ qua động mạch chủ nó lên cái động mạch dưới đòn. Từ cái động mạch dưới đòn này nó ra cái nhánh là cái động mạch đốt sống và tiếp đến là cái thân giáp cổ. Như vậy hai cái này nó nằm khá gần nhau, thường cái thân giáp cổ nó nhỏ hơn động mạch đốt sống nhiều. Cái đoạn từ gốc cho đến C6 đây là V1 và chạy qua các mấu ngang thân sống là V2. Và cái đoạn nó uốn cong trước khi nó chui vào sọ là V3 và V4 là cái đoạn trước khi nó hợp lưu hai bên thành cái động mạch thân nền. Mình thấy đây là một cái sự bất đối xứng rất rõ. Đây là mình cắt cái động mạch đốt sống bên phải thì mình thấy rằng là nó có hai lòng mạch. Thì thực ra cái lòng mạch phía dưới là động mạch, cái lòng mạch phía trên là tĩnh mạch.
Như vậy là động mạch khá là nhỏ so với cái bên trái. Cái bên trái này mình thấy chủ yếu là động mạch, còn không thấy cái tĩnh mạch đâu cả, là bởi vì thực ra là do ưu thế động mạch cho nên tĩnh mạch nó xẹp lép còn chút xíu phía trên. Đó. Như vậy thì cái động mạch đốt sống bên trái là 2, bên phải là 2.3, bên trái là 4.9. Rồi bây giờ mình coi. Mình cho đốt le màu vô rõ ràng, đây là động mạch đây và đây là tĩnh mạch nó nằm phía trên. Cho đốt le sung vô thì cái pit của cái động mạch cảnh trung động mạch đốt sống bên phải là 37 N 7.3, trở kháng khá là cao. Trong cái đó cái bên trái đó cái đường kính nó lớn hơn, cái pit nó lên đến 65. Đó, cái trở kháng này nó thấp hơn. Như vậy thì cái lòng mạch nó càng lớn thì pit càng lớn và trở kháng nó càng thấp. Rồi. Bây giờ mình đề cập đến hẹp động mạch đốt sống. Khi cái động mạch đốt sống nó thiệu sản, tức là nó dưới 2 ly, thì cái pit nó thấp và cái RI này cộng bằng 1, do nó trở kháng rất là cao. Thì cái độ chênh vận tốc giữa V1 và V2 nó có ý nghĩa chẩn đoán hẹp nhiều hơn là pistolite. Bởi vì như vừa rồi mình thấy đó, là bên nào mà đường kính nó lớn hơn thì pit nó sẽ lớn hơn. Đó, cho nên rằng là nó khác với động mạch cảnh trung. Động mạch cảnh trung thường là nó tương đối tương đồng với nhau, cho nên cái pit nó cũng không có thay đổi, nó gần bằng nhau. Còn trong khi đó động mạch đốt sống thì nó lại không có cùng kích thước, cho nên rằng là nó mình không có thể lấy được một cái, ít khi cái lấy chỉ số pit nó không có ý nghĩa nhiều. Đó. Ngoài ra nó có một cái tình trạng nữa là khi mà động mạch cảnh trung hoặc cảnh trong cùng bên bị tắc á, thì cái động mạch đốt sống nó sẽ gia tăng bù trừ, nó tăng cái pistolite, nó tăng dòng chảy để nó bù trừ. Rồi. Như vậy thì để đánh giá hẹp động mạch đốt sống thì cho đến nay chưa có sự thống nhất. Vì như vậy thì mình biết do nó có thể to hoặc nhỏ nên vận tốc rất là thay đổi, thông thường là từ 40 đến 60 cm trên giây. Hẹp trên 50% thì cái pit tại chỗ hẹp là nó từ trên 108 cho đến 140. Đó, có sách người ta đưa ra như vậy. Đó là một cái kiểu tiêu chuẩn. Một cái kiểu tiêu chuẩn thứ hai tôi thích làm, tức là người ta gọi là hẹp trên 50%. Khi mình lấy cái pit tại cái V1 mình chia cho pit ở V2, tức là thường là hẹp tại gốc, tức là V1 và V2 là cái đoạn sau hẹp, thì cái tỷ số này nó trên 2 là nó hẹp trên 50%. Đó. Bây giờ hẹp nặng tại gốc cũng được nghĩ đến khi mình thấy rằng là ở V2 mình có phổ ta đớp và vớt. Cái điều này rất là dịu, đúng không? Tại vì nó do hẹp nặng tại gốc cho nên đến V2, V3 là ta đớp và vớt. Đó. Nó có một điều tức là không lấy được động mạch đốt sống, thường là do thiểu sản hoặc là động mạch nó nằm sâu hơn là tắc động mạch đốt sống. Đây là một cái câu rất là hay, bởi vì tôi nhớ cách đây khoảng chừng chục năm thì khi mà tôi làm Doppler ở trên cái máy P5, tức là cái máy không được tốt lắm, thì có một ông cụ mà tôi loay hoay gần 2 tiếng đồng hồ không lấy được cái Doppler động mạch đốt sống. Chắc là các anh chị sẽ thắc mắc là gì mà làm đến 2 tiếng, mà thực ra đúng như vậy, tôi là cái người đủ kiên nhẫn để đứng gần 2 tiếng để làm. Thì nhưng mà thực ra là trường hợp đó lúc mình chưa có kinh nghiệm, thì cái kinh nghiệm mà để lấy được động mạch đốt sống khi nó thiệu sản hoặc nó nằm sâu thì trong cái lúc khác tôi sẽ nói. Thì thông thường á, là mình phải kiểm tra lại bằng đầu dò convex trước khi mình kết luận tắc động mạch đốt sống. Thì cái này mình sẽ nói rõ sau. Rồi. Như vậy thì hầu hết cái trường hợp mà nó hẹp động mạch đốt sống nó xảy ra ở gốc và nó tắc cũng ở vị trí này, và nó khó là cái động mạch đốt sống tại gốc nó rất là ngoằn ngoèo. Đó, cái nhìn thấy đây là C6. Như vậy đây là cái V1, cái nhìn thấy từ dưới gốc nó lên nó ngoằn ngoèo như thế này. Đúng không? Nên cái cách làm là thông thường mình để hộp màu vuông góc để mình nhận diện dòng chảy. Rồi. Nó có một cái bảng duy nhất nó dựa vào cái tài liệu ở đây đăng trên cái tạp chí Asia của Mỹ để đưa ra cái tiêu chuẩn. Thì cái nhìn thấy rằng là hẹp dưới 50%,
thì cái pit nó là trên 85. Cái ratio tức là lấy từ V, lấy V1 chia cho V2 nó là trên 1.3. Còn hẹp từ 50 đến 70% thì cái pit này nó trên 1.4 và cái ratio này nó trên 2.1. Hẹp trên 70% cái pit này 2.1 và cái ratio này trên 4. Đó, thì đây là một cái bảng này nó để giúp tham khảo thôi chứ chưa có sự đồng thuận hết. Rồi, bây giờ mình có một cái trường hợp cụ thể. Các chị thấy rằng là trên trắng đen là mình không coi được nó có hẹp hay tắc đâu. Mình cho màu vô thì mình thấy đây là cái động mạch dưới đò, đây tại gốc đây. Như vậy là có mạng vữa xơ nó gây hẹp phần, đúng không? Mình cho pit systolic. Như vậy là đây là V1 đây, ngay cái tại chỗ này. Nó được 112. Rồi mình lên V2, mình đo nó được 46. Cái pit 46. Như vậy thì lấy cái V1 này mình chia cho cái V2 thì nó là hẹp trên 50%. Đó. Đây là một cái trường hợp. Đây đốt sống bên phải đây là ngay V1. Cái gì thấy rằng là cái chỗ này nó aliasing, cái đồng chuyển nó nhỏ lại. Mình cho cái đốt lê sung vô thì nó là 88. Để cái V2 mình cho đốt lê sung vô là 38. Như vậy thì mình lấy cái ratio của nó là trên 2, có nghĩa là hẹp trên 50% ở tại gốc ở ngay V1. Bệnh nhân này nam lớn tuổi 84, bị chóng mặt. Thì chóng mặt thì người ta hay kết luận rối loạn tiền đình, nhưng mà mình nên, các bạn nên nhớ rằng là cái suy tuần hoàn não sau hoặc là nhồi máu tiểu não cũng có thể bị. Cho làm cái CT sọ. Nhưng mà trước khi mình coi hình CT thì mình coi hình siêu âm. Mình thấy đây là ở động mạch đốt sống bên phải ở V2. Động mạch đốt sống bên trái ở V2. Trên trắng đen thì tôi thấy cái này nó đen hơn, cái này nó có vẻ xám xám, mình cho màu vô. Rồi, như vậy thì cái bên phải này là nó thông thoáng. Còn cái bên trái này, cái gì thấy thang tốc độ màu bên đây 10, bên đây 7, tức là thấp hơn. Mà cái này sao ảnh cho chuyển động. Như vậy là mình phải nghĩ tắt đến cái động mạch đốt sống bên phải. Rồi, mình cho đốt lê sung vô thì không có tín hiệu ở bên phải. Ở bên trái thì, đó, mình đo luôn cái lưu lượng dòng chảy. Nhưng mà đây là hồi đó tôi chưa biết cách đo trên đo sai, là bởi vì khi mà đo cái lưu lượng dòng chảy thì cái cửa sổ này nó phải mở tối đa ra chứ nó không phải tròn trong lòng mạch như thế này. Nó ra cái lưu lượng dòng chảy là 104, tức là cộng hai bên lại là vẫn tạm đủ cho não. Mình làm đến cộng hưởng từ tiếp tục. Như vậy là cái hình CT là không thấy gì hết trơn. Đó, nhưng mà qua hình siêu âm có vấn đề, bệnh nhân được làm tiếp tục làm cộng hưởng từ thì mình thấy rằng là nó có một cái vùng nhồi máu tiểu não bên phải, và mình thấy hình hai con mắt này, một con mắt này bình thường, con mắt này bị trộn này, tức là nó tắc cái động mạch đốt sống ở bên bên phải. Rồi, như vậy thì nhưng mà nhìn đó lên đây là mình thấy đây nè, cái động mạch đốt sống bên phải này nó tắc nè. Đó, đây là cái chuỗi xung thai offline, nó do nó tắc cái động mạch, cho thấy nó tắc cái động mạch đốt sống bên phải và nó nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân này trẻ hơn, có 50 tuổi à, chóng mặt thì cho làm cộng hưởng từ. Thì rõ ràng là cái cộng hưởng từ nó chẩn đoán cái vùng tiểu não này tốt hơn rất là nhiều. Nhìn thấy là nó bị nhồi máu ở tiểu não bên trái. Rồi, bây giờ cho làm cái siêu âm. Siêu âm thì cái dòng chảy của động mạch đốt sống bên phải bình thường, cái pit nó là 43. Rồi, nhưng đây là V2. Về cái gốc V1 của động mạch đốt sống phải thì mình thấy có chỗ hẹp. Mình cho cái đốt lê sung vô thì nó lên đến 90. Như vậy là ở V2 là 43 và ở gốc nó là 90. Như vậy cái ratio này nó trên 5, nó trên 2, tức là hẹp trên 50% tại gốc của động mạch đốt sống phải. Thế nhưng mà nhớ lại đi các anh chị, lúc nãy là mình bị nhồi máu tiểu não trái. Như vậy thì bây giờ mình coi tiếp. Đó, như vậy thì
Xin lỗi các anh chị, tại sao nó đến đây nó ngắt. Rồi. Như vậy trường hợp này á, là nó có hai vấn đề. Tức là đối với bên phải á, là nó hẹp. Dạ. Cái này tôi không có hình ảnh của bên trái, tại sao tôi không biết nữa. Nhưng mà như vậy là ngoài cái chuyện mà nhồi máu tiểu não bên bên trái ra thì bệnh nhân còn bị hẹp nặng tại gốc của bên phải. Nhưng mà bên phải thì chưa có bị tai biến. Rồi bây giờ đây là một trường hợp khác. Mình có hẹp nặng tại gốc ở động mạch đốt sống phải. Cái PIT nó lên đến 270. Đó. Và trường hợp này thì mình thấy rằng là tại gốc nó hẹp và lên đến V2 nó phổ ta đất phần vớt. Khi mà nó phổ V2 mà ta bắp phổ vớt, tức là V1 nó bị hẹp nặng. Đó. Đây là một trường hợp khác. Ở tại gốc nó là đến 272. Lên đến V2 là phổ ta đất phần vớt, tức là hẹp nặng tại gốc. Đó. Trường hợp này là người ta phải dùng đến đầu dò convex à, bởi vì nó nằm sâu. Cái gì thế? Đó. Về trên cái convex này người ta thấy là cái chỗ hẹp này pit lên đến 350. Và cái V2 này người ta cũng dùng cái convex luôn thì nó là phổ ta đất phần vớt. Như vậy thì nhắc lại, một trong những cái kỹ thuật mình làm đối với động mạch đốt sống đó, là khi mạch máu nó nằm sâu là mình dùng đầu dò convex. Đây là một trường hợp. Tại cái V1 mình thấy nó hẹp và nó aliasing. Qua đến cái V2 thì mình thấy rằng là cái phổ ta đất phần vớt. Điều đó có nghĩa là hẹp nặng tại gốc. Rồi. Trường hợp này thì tắc hoàn toàn động mạch đốt sống. Đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch. Đó. Đây là một trường hợp khác. Mình thấy động mạch đốt sống bên trái ở V2 gần như không còn dòng chảy. Ở V1 đó, nó thoáng thấy có cái dòng chảy này nó aliasing một chút ngay chỗ này. Mình cho đốt lê sung vô thì mình thấy là cái RI này nó bằng 1. Như vậy là ở V1 này RI bằng 1 thì lên V2 nó tắt là chuyện đương nhiên, là hợp lý. Mình làm cầu vận từ thì mình thấy rằng là đó, đốt sống bên phải nè, nó không có dòng chảy, tức là nó bị tắt cái đốt sống phải. Dài. Trường hợp này thì mình thấy rằng là động mạch đốt sống phải không có dòng chảy, bên trắng trái có dòng chảy ở V2. Đó. Lên đến V3 thì mình lại thấy nó lại có, và cái phổ nó là phổ tạng đất phần vớt. Ta đất phần vớt. Như vậy thì mình có thể lý giải vì sao ở V2 nó tắc mà V3 nó lại có dòng chảy không. Thì trường hợp này mình coi lại, mình chuyển dùng cái đầu dò convex thì mình thấy đây là cái bạn hệ để nó cấp máu cho cái V3. Rồi. Và như vậy là nó tắc hoàn toàn V1, V2 nhưng vẫn có một cái mạch máu khác nó bạn hệ cho V3. Rồi bây giờ mình coi lại cho bệnh nhân, cho bệnh nhân đi làm CT để coi lại. Thì đây là V2, mình thấy là cạnh động mạch đốt sống nó bị tắc. Nhưng mà đây là cái nhánh lên đến V3 này, đây là cái nhánh bạn hệ nó cấp máu cho tương ứng với vị trí này. Đó. Và như vậy thì do nó là do bằng hệ cấp máu cho nên là cái này sẽ kích thước của động mạch đốt sống bên trái bình thường và động mạch đốt sống bên phải, cái đoạn V3 do bằng hệ là cái bên này, bên do bằng hệ cấp máu nó nhỏ hẳn lại. Dạ. Đây là một trường hợp khác. Mình thấy mình làm ở động mạch đốt sống đoạn V1 trắng đen thì mình không dám nói. Bây giờ mình cho tí màu vô. Cho tí màu vô, mình giảm thăng tốc độ màu xuống 5 cm trên giây, không có tín hiệu. Rồi. Đến V2 thì mình thấy nó tắc hoàn toàn cái động mạch đốt sống bên phải. Đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch đốt sống chứ không phải là của động mạch. Đó. Đó, mình cho đốt lê sung vô, đó là dòng chảy của tĩnh mạch đốt sống. Dài. Đó, đây là V2. Như vậy thì ở bên trái là nó tắc hoàn toàn, qua bên phải thì cái động mạch đốt sống nó có dòng chảy bình thường. Rồi, như vậy thì tôi xin kết luận vấn đề. Cái tần suất hẹp động mạch đốt sống ít hơn nhiều so với động mạch cảnh trong,
nhưng mà nó không phải là không có. Cho nên và làm động mạch đốt sống thì nó khó hơn động mạch cảnh trong khá là nhiều. Cho nên khi mình làm thì mình phải coi. Một trong những cái là khi làm động mạch đốt sống là nếu mạch máu nó nằm sâu là mình phải dùng đến đầu dò convex. Mặc dù đầu dò convex thì cái độ phân giải nó không có cao, nhưng mà do cái tần số nó thấp cho nên độ nhạy màu và độ nhạy của đốt lê sung nó tốt hơn. Riêng cái động mạch đốt sống thì nó hẹp hoặc tắc ngay gốc trong hầu hết các trường hợp, cho nên đừng có bao giờ quên cái gốc của nó, vì thông thường các anh chị cứ làm V2 rồi các anh chị coi như xong. Đó. Nếu như hẹp trong cái hẹp động mạch cảnh trong thì cái độ chênh vận tốc giữa cái cảnh trong và cảnh chung, cái ratio giữa cảnh trong và cảnh chung là một thông số hữu ích. Thì trong cái động mạch đốt sống thì mình dùng trên độ chênh vận tốc giữa V1, tức là thường là tại chỗ hẹp đó, và V2 là cái đoạn sau hẹp, là thông số hữu ích. Thì nhắc lại tôi hay dùng là gì, nếu mà tôi lấy pistolite tại gốc, tức là tại chỗ hẹp đó, tôi chia cho cái bình thường sau hẹp nó trên 2 thì tôi nghĩ nó hẹp trên 50%. Còn không á là tôi chỉ cần thấy rằng là cái V2 nó có phổ ta đất hoặc vớt thì tôi kết luận ngay là nó hẹp nặng tại gốc. Rồi, cảm ơn các anh chị đã nghe xong cái bài về đốt lê động mạch đốt sống. Bây giờ tôi sẽ nói đến cái siêu âm Doppler để đánh giá suy tuần hoàn não sau. Cái vấn đề này nó cũng không phải là mới lắm, nhưng nhiều anh em không có biết, cho nên bây giờ tôi sẽ có một cái bài. Bài này nó rất là ngắn nhưng mà tôi nghĩ là nó hữu ích. Đây là loạt bài trong cái chuỗi chương trình hợp tác giữa cái Hội Siêu Âm Việt Nam và hãng GE Healthcare. Đây là cái hình mà một cái cô học trò học cái lớp siêu âm vẽ vào năm 2016 có gửi tặng. Suy tuần hoàn não sau thì triệu chứng lâm sàng nghi ngờ là gì? Nó chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, nhìn đôi, co giật nhãn cầu, khó tập trung, khó đọc, mất trí nhớ, mất ngủ. Tức là nó những cái triệu chứng nó liên quan đến cái phần sau của não. Bệnh nhân bị nghi ngờ suy tuần hoàn não sau có thể được đo lưu lượng của dòng chảy của cặp động mạch đốt sống để đánh giá. Tức là nếu mà mình nghi ngờ suy tuần hoàn não sau thì một trong những chỉ định là cho đo cái dòng chảy, lưu lượng dòng chảy của động mạch đốt sống. Suy tuần hoàn não sau thường do hẹp hoặc tắc động mạch đốt sống. Đó. Và cái lưu lượng của cặp động mạch đốt sống cũng sẽ giảm ở những cái trường hợp bị bệnh nhân bị giảm cung lượng tim, bị thiểu sản động mạch đốt sống hai bên. Tức là có những người cái động mạch đốt sống nó thiểu sản và bình thường á là với cái một cái quả tim khỏe mạnh thì nó vừa đủ cung cấp cho tuần hoàn não sau. Nhưng mặc dù là nó có cái đa giác quy lít nó điều hòa, nhưng mà khi mà bệnh nhân này suy tim chẳng hạn thì lúc đó cái cung lượng tim nó giảm xuống thì cái nó sẽ bộc lộ ra nó thiếu, nó suy tuần hoàn não sau. Trong có một nghiên cứu về Doppler khảo sát tuần hoàn não sau ở bệnh nhân bị Parkinson, người ta thấy rằng là ở những người bị Parkinson là có sự suy giảm rõ rệt ở tuần hoàn não sau. Rồi, bây giờ về bệnh lý là như vậy. Bây giờ để đo cái lưu lượng thì cái bài này tôi nhấn mạnh cách đo lưu lượng dòng chảy cho các anh chị. Như vậy thì thứ nhất là người ta sẽ đo ở V2, bởi vì V2 cái khẩu kính nó không có đổi, cho nên mình đo nó chính xác nhất. Và đo hai bên để cộng lại để ra cái lưu lượng tuần hoàn não sau. Thì cái lưu lượng bên phải cộng bên trái á, thì bình thường nó khoảng chừng 200 ml trên phút. Đó là cái lưu lượng tuần hoàn não sau bình thường. Người ta gọi là suy tuần hoàn não sau khi cái lưu lượng của cặp động mạch đốt sống nó dưới 100 ml trên phút. Giờ cách đo lưu lượng nó như thế nào? Thứ nhất là mình xác định động mạch đốt sống hai bên. Thứ hai là mình chọn đo ở V2, lúc cái đoạn thành mạch song song không có mạng vữa sơ. Cái thứ ba là đo 2D, tức là đo trên trắng đen nếu thấy rõ lòng mạch. Còn đo trên Doppler màu nếu 2D không thấy rõ lòng mạch. Là bởi vì nên nhớ là khi mình làm Doppler màu có khi nó dư hoặc thiếu gan thì lúc đó mình sẽ đo nó không chính xác. Cho nên nếu 2D thấy rõ là mình đo trên 2D.
Quan trọng là cái cửa sổ Doppler phải bao trùm lòng mạch, không được nhỏ hơn lòng mạch. Cái góc Doppler bằng 90, 60 độ và cái thanh điều chỉnh góc trùng với trục dòng chảy. Chọn đo tự động pistolet, endiastolet và TAMI. Thì cái này mình chọn trên máy đó. Rồi. Thì sau đó mình dừng, khi mình đo lấy được phổ thì máy nó sẽ đo tự động những cái thông số này. Và mình chỉ đo một cái, mình đo tay thôi, tức là cái đây là cái cách đo bán tự động, là mình đo cái đường kính dòng chảy. Thì sau khi mình đo đường kính dòng chảy thì máy nó sẽ tự động nó cho ra cái thể tích có lưu lượng dòng chảy đó. Rồi mình lấy cái trị số lưu lượng bên phải cộng bên trái là nó ra cái lưu cái tuần hoàn não sau. À, tôi nói ví dụ như tôi đo, thì sau khi mình cho cái Doppler xung vô thì nó sẽ máy nó tự động đo đạt hết trừ có một thông số duy nhất là cái đường kính mạch máu này. Thì khi mình đo cái đường kính mạch máu này thì nó sẽ hiện lên cái volume flow. Thì nhắc lại, đây là một cái đo sai. Các anh chị thấy sai chỗ nào? Mình nhìn là trong phần hướng dẫn là cái cửa sổ này nó phải bao trùm lòng mạch, thì cái này nó không bao trùm lòng mạch. Như vậy đây là mặc dù nó ra hai con số nhưng mà đây là đo sai. Rồi. Giờ đo đúng là gì? Đo đúng là đây là đốt nè, cái đốt sống bên phải mình đo nó bao trùm này. Đây là đốt sống bên trái. À, và mình đo một lần. Rồi cái ở dưới đây là lần thứ hai, và nếu được mình làm luôn lần thứ ba. Rồi mình lấy chỉ số trung bình, tức là mình đo 2 đến 3 lần lấy trung bình. Ví dụ như mình đo lần thứ nhất cái pit này là 17, lần thứ hai pit này 21. Lần thứ nhất bên bên trái nè, thứ nhất là 37, thứ hai là 38. Được không? Như vậy thì lúc đó mình đo 2 3 lần mình trung bình cộng lại. Thì như vậy thì trung bình cộng bên phải là cỡ chừng 27 28. Bên trái là cỡ chừng 10, 19 10, 18 19 gì đó. Như vậy thì nếu cộng hai bên lại là cái này chắc chắn dưới 100, tức là bệnh nhân bị suy tuần hoàn não sau. Rồi. Một cái trường hợp khác, các anh chị thấy đây là động mạch đốt sống phải nó nhỏ, động mạch đốt sống trái nó lớn nè, thấy không? Cái lưu lượng bên phải mình đo nó là chỉ có 8.6 ml thôi. Bên trái nó là 110. Thấy không? Như vậy mình cộng lại nó vẫn trên 100. Trường hợp này không có suy. Và một lần nữa mình thấy nè, khi mà cái nó thiệu sản đó thì ngoài cái pit nó thấp nè thì cái RAI trường hợp này nó bằng một luôn. À. Như vậy thì đây là một trường hợp bất đối xứng dòng chảy. À. Rồi. Trường hợp này thì mình đo cái đốt sống bên phải, nhớ nha, nhắc lại nha. Thứ nhất là mình mở cửa sổ bao trùm lòng mạch, thứ hai thanh điều chỉnh góc trùng một trục dòng chảy, thứ ba góc Doppler bằng 60 độ. Và máy nó đo đạt tự động hết, mình chỉ đo một cái duy nhất thôi, tức là mình đo cái đường kính lòng mạch. Thì lúc đó nó sẽ cho ra cái chỉ số lưu lượng dòng chảy bên phải là 131. Tương tự bên trái là 122. Mình hai cái này cộng lại nó ra cái lưu lượng tuần hoàn não sau là 253. Thì như trong bài mình nói đó, bình thường nó khoảng chừng 200 ml trên phút, mà dưới 100 thì gọi là thiệu sản. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn đã chú ý. Bài này nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là hữu ích. Cái vấn đề là các bạn phải nắm được cái cách đo. Thì cái cách đo lưu lượng dòng chảy thì ngoài đối với động mạch đốt sống thì cũng có một cái đo nữa mà mình sẽ học, tức là cách đo lưu lượng trong cái AVF của cái lọc thận nhân tạo, nó cũng tương tự như vậy. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình làm đến cái động mạch đốt sống cái gì ha. Từ cái lát cắt theo trục dọc của động mạch cạnh trong, mình chỉ cần xoay dựng cái đầu dò lên không là mình lấy được cái động mạch đốt sống. Đây là cái đoạn V2 của động mạch đốt sống. Mình đi ngược về gốc. Về gốc thì cái mấu ngang cuối cùng là C6, thì đây dưới C6 đó là V1. Và thường là mình sẽ khảo sát cái động mạch đốt sống đi giữa những cái đây, mấu ngang thân sống đó là V2. Nhưng phần lớn cái hẹp và tắc động mạch đốt sống là nó xảy ra ở gốc, cho nên mình luôn luôn phải kiểm tra về gốc. Thì đây là cái động mạch dưới đòn và đây là gốc của động mạch đốt sống.
đó, rồi mình phải kiểm tra coi nó có bị hẹp hay tắc ở góc hay không. Cái này là mình chỉnh cái hộp màu nó không có đúng, bây giờ mình phải nhấn cái tự động hóa, thao nhấn tự động hóa thì nó chỉnh cái hướng động mạch đốt sống đúng hướng. Ok rồi, nằm yên. Đây là động mạch đó, đây là động mạch đốt sống và cái gốc nó rất là thông thoáng đúng không? Rồi, nhưng mà thông thường mình làm đốt le là mình sẽ coi là ở cái đoạn V2, tức là giữa các thân sống, ở giữa móng ngang thân sống, mình cho cái đốt le màu vô đúng không? Rồi nó định hướng dòng chảy. Ok, đúng là mình cho cái sung vô. Rồi mình giảm cái scale xuống cho cái tha cái phổ nó càng cao và nó không bị diazin thì đo đạc nó sẽ tốt nhất đó. Như vậy thì mình sẽ có được cái động mạch đốt sống đó. Ở trên là mình có cái pit, thông thường mình sẽ đo cái pit stolit, eliastolit và cái RI. Trong cái phần thực hành này thì tôi hướng dẫn các anh chị đo cái lưu lượng tuần hoàn não sau. Cái lưu lượng tuần hoàn não sau nó được hợp bởi cái lưu lượng của cái động mạch đốt sống phải và đốt sống trái. Thì mình sẽ làm hai bên để mình cộng lại. Thì tôi sẽ làm một bên, bây giờ tôi làm bên phải, tôi đang làm bên phải. Rồi mình sẽ đo quy ước là người ta đo ở cái đoạn V2, tức là cái đường khẩu kính lòng mạch nó không có thay đổi. Đó, đây là cái đoạn V2. Rồi, mình sẽ cho cái hộp màu vô. Đó là một. Rồi, cái thứ hai là mình làm cái đốt le sung. Và cái đốt le sung có một cái đặc tính là cái cửa sổ nó phải mở ra bao trùm cái lòng mạch. Tức là tôi phải tăng kích thước cửa sổ lên. Tôi tăng kích thước như vậy là lên 3 mm, lúc này nó bao trùm. Rồi cái góc đốt le nó là 60 độ. Rồi, như vậy thì tôi điều chỉnh như này là tối ưu rồi, tôi mới dừng lại. Tôi dừng lại thì tôi đo đạc thì mình sẽ cho vô cái phần ô tô. Phần đo đạc thì mình sẽ nhấn vô trên cái panel nó có cái volume flow. Cái khi mình nhấn vô cái volume flow như vậy thì nó tự động nó hiện trên màn hình một cái cơ sở. Thì lúc này mình phải đo cái đường kính dòng chảy. Đó, tôi đang đo xét để đo cái đường kính dòng chảy. Như vậy đường kính dòng chảy của mình là 3.2. Thì sau khi tôi xét một cái thì nó thể hiện lên cái thể tích dòng chảy của nó ở bên động mạch đốt sống phải là 77.5 ml trên phút. Đó, mình làm tương tự như vậy qua bên trái. Thì mình lấy bên phải cộng bên trái thì nó ra là cái lưu lượng tuần hoàn não sau. Lưu lượng tuần hoàn não sau trung bình là khoảng chừng 150 200. Nó dưới 100 thì được gọi là suy tuần hoàn não sau. Thì cái này mình mới chỉ đo một cái bên phải thôi. Mình thấy là như vậy. Xin cảm ơn phần bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng với rất nhiều kiến thức bổ ích. Kính thưa quý bác sĩ, phần bài giảng vừa rồi đã khép lại buổi đầu tiên của chương trình phần 3 với chủ đề siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ của chuỗi hội thảo trực tuyến. Xin mời bác sĩ Nguyễn Quang Trọng bắt đầu phần bài giảng. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái hội chứng cướp máu của động mạch di động. Đây là một cái hiện tượng khá là kỳ thú mà nếu mà mình không biết thì nhiều khi mình sẽ chẩn đoán sai lầm rất là nhiều. Chương trình này là một cái hợp tác giữa cái chi hội siêu âm Việt Nam và hãng GE Healthcare. Đây là một cái hình bệnh viện họ chụp tôi vào năm 2015. Tất nhiên hồi đó trẻ hơn bây giờ. Có hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn á, là nó gọi là subclavian steal syndrome. Cần phải lưu ý rằng là ở đây mình chẩn đoán hẹp hoặc là tắc tại gốc của động mạch dưới đòn. Như vậy là mình đang nói về hệ cảnh sống nhưng mà mình lại là chẩn đoán hẹp hoặc tắc tại gốc của động mạch dưới đòn. Nhưng cái này là một cách gián tiếp thôi, thông qua sự thay đổi phổ Doppler ở động mạch đốt sống dài. Như vậy là cái bài này mình làm siêu âm Doppler động mạch đốt sống nhưng mà mình lại nghĩ là hẹp hoặc là tắc ở gốc của động mạch dưới đòn. À, cái hội chứng này nói lên sự giảm tốc đảo dòng thoáng qua hoặc hoàn toàn ở động mạch đốt sống để có máu cung cấp cho phần sau chỗ hẹp hoặc tắc tại gốc của động mạch dưới đòn hoặc thân động mạch cánh tay đầu. Phần lớn hội chứng này xảy ra bên trái, 85% trường hợp. Điều đó có nghĩa là 15% trường hợp nó xảy ra ở bên phải.
tức là bên phải ít hơn nhưng cũng bị. Và cái bên phải nếu mà nó xảy ra thì cái thay đổi dòng chảy nó phức tạp hơn. Dạ. Ngày xưa khi chưa có siêu âm thì người ta chẩn đoán làm sao? Người ta chụp mạch thôi. Đây là một trường hợp người ta chụp cái quai động mạch chủ đẹp. Vào cái thì sớm thì mình thấy rằng là động mạch dưới đoạn, đây là động mạch cạnh trung ở bên trái đây. Động mạch dưới đoạn đây thân cánh tay đầu, cạnh trung trái. Động mạch dưới đoạn nó đến đây nó ngừng. Nhưng sau đó người ta chụp cái thì trễ, sau đó một vài phút người ta thấy rằng là tự nhiên nó lờ mờ hiện lên cái động mạch dưới đoạn và tự nhiên hiện ra cái động mạch dưới đoạn cái phần sau. Như vậy là gốc động mạch dưới đoạn nó tắc, nhưng cái đoạn sau này nó thông thường. Đó. Dài. Như vậy thì đây còn đó là chụp quai, còn bây giờ người ta chụp chọn lọc. Bây giờ người ta nghĩ bệnh lý ở gốc động mạch dưới đoạn bên trái thì người ta cho cái Schrödinger vô cái động mạch dưới đoạn bên phải, người ta bơm thuốc. Sau khi thuốc đường phản nó lên trên thì nó lại chạy xuống và nó đi ngược dòng động mạch đốt sống bên trái và nó có máu ra cái động mạch dưới đoạn ở sau tắc. Đây, cái đường đi của nó như thế này. Đó, nó bị tắc ở ngay gốc đây. Dạ. Như vậy tóm lại là do tắc tại gốc hoặc hẹp bệnh lý tại gốc thì cái dòng chảy ở động mạch dưới đoạn bên bị ảnh hưởng này nó sẽ thay đổi. Đấy, cụ thể đây là ngược dòng. Dạ, bây giờ mình xem lại một lần nữa. Như vậy thì trường hợp này cái giai đoạn đó người ta chụp quai thì mình thấy tắc gốc đây, người ta chụp Schrödinger vô, thấy không? Nó lên và nó đi xuống đây. Dạ. Trường hợp này cũng tương tự như vậy. Đó. Rồi, bây giờ mình chẩn đoán bằng siêu âm như thế nào? Nếu mà nó hẹp tại gốc ở động mạch dưới đoạn dưới 50% thì lúc đó mình sẽ có phổ tiền cướp máu, hay là còn gọi là phổ hình con thỏ, Bunny waveform. Ở đây mình thấy đây là một cái, khi mình làm đốt le động mạch đốt sống thì mình thấy nó giống như có con thỏ nó nằm. Nào, thì đây là gọi là phổ tiền cướp máu. Như vậy là mình làm động mạch đốt sống nhưng mà mình nghĩ là nó hẹp ở gốc của động mạch dưới đoạn. Đó. Như vậy khi nó hẹp tại gốc động mạch dưới đoạn như này thì nó sẽ có cái dòng chảy nó lúc âm lúc dương. Đó. Cho nên nó cho ra cái phổ tiền cướp máu như này. Cái này nó thoáng qua thôi, cho nên nó không có đi xuống dưới đường baseline. Rồi. Khi mà nó hẹp nặng như vậy, đây là hẹp dưới 50%. Còn khi nó hẹp nặng tại gốc thì nó cho ra cái phổ cướp máu không hoàn toàn. Rồi, cướp máu không hoàn toàn nó làm sao? Như vậy đây là một trường hợp hẹp nặng tại gốc. Thì cái thì tấm thu á, là do cái co mạch lại thì nó sẽ xem như tắc luôn hoàn toàn. Thì cái dòng chảy nó đi nó sẽ là phổ âm. Nhưng cái thì tâm trương á, là nó mở ra một chút thì lúc đó nó có lại có phổ dương. Như vậy là cái âm này tương ứng với thì tâm thu và cái dương là thì tâm trương. Thì cái gì thấy đây, nó làm một cái, tức là cũng là con thỏ nhưng mà lúc này là cái chỗ mà khất này nó đi xuống dưới đường baseline luôn, nó âm. Đó. Như vậy đây là cướp đó. Cái gì thấy không? Đây là một trường hợp nó hẹp nặng cái động mạch dưới đoạn phải. Và đến cái động mạch đốt sống này nó cho cái cướp máu không hoàn toàn. Bởi vì nó hẹp nặng coi như là phía trước của nó thì phía sau của nó có cái phổ này. Đó. Như vậy đây là một cái trường hợp là phổ dương này và đây phổ âm này, như vậy là cướp máu không hoàn toàn. Đó. Như vậy mình có cái âm này, như vậy đây là một trường hợp hẹp nặng. Và sau khi mà người ta nong mạch thành công thì lúc đó cái dòng chảy nó thông thoáng lại thì cho phổ bình thường. Như vậy là đây là bình thường đây và trường hợp nó hẹp nặng. Rồi. Bệnh nhân này 44 tuổi, đau ngực, người ta chụp X-quang bình thường. Cái người ta làm CT thì thấy nó có một cái phình dạng túi ở cái động mạch chủ xuống. Và nếu mà mình không có can thiệp thì nó nguy hiểm. Cho nên bệnh nhân được đặt stent. Nhưng mà sau khi chụp kiểm tra lại thì rất là sợ. Là bởi vì mình thấy cái stent này nó gần như phủ luôn, đây là cái động mạch
à, cạnh trung ở bên trái và đây là động mạch dưới đọt. Có vẻ như cái stent này phụ luôn cả hai mạch máu này. Thì giờ làm sao để kiểm tra lại? Thì giờ mình kiểm tra lại đó, mình coi các hướng nào có vẻ như nó phụ luôn hai cái mạch máu này. Mình cho làm siêu âm. Cho làm siêu âm này, nhưng mà trước khi làm siêu âm mình coi lại cái hình CT, nhưng mà nó rất là khó là bởi vì cái stent nó tạo cái artefact cho nên rất là khó coi ở gốc. Giờ mình làm siêu âm Doppler. Thì mình thấy rằng là cái dòng chảy của động mạch cạnh trung bên phải nó là khoảng chừng cái pit khoảng chừng một hơn 100. Bên trái cũng tương tự như vậy. Rất là may mắn. Như vậy là qua cái siêu âm Doppler này mình thấy kích thước cạnh trung hai bên nó như nhau, pit systolic như nhau. Như vậy là ở gốc của cạnh trung bên trái không có bị cái stent nó che lấp. Rồi. Bây giờ làm đến cái động mạch đốt sống. Thì đây là động mạch đốt sống phải, mình thì thấy có một cái hướng chạy thôi, chỉ có màu đỏ thôi, hướng lên não thôi. Dạ. Và đây là cái phổi dương hoàn toàn, đó là phổi một pha của điển hình của hướng lên não. Rồi, và đây là cái động mạch đốt sống trái. Đây là tĩnh mạch đốt sống, động mạch đốt sống trái. Rồi. Và cái dòng chảy động mạch đốt sống trái lúc này mình thấy lúc xanh lúc đỏ, mà mình thấy như này là mình sợ. Tại vì cái này chỉ thấy ở động mạch ngoại vi thôi, mà thấy động mạch hướng não là coi chừng. Mình cho cái Doppler xung vô thì mình sẽ thấy rằng là đó, nó có cái phổ hẹp nặng, đó, cướp máu không hoàn toàn, đó, tức là hẹp nặng ở cái gốc của động mạch đốt sống, và cái này là do điều trị, do cái stent nó phụ lên nó làm hẹp. Rồi. Và bây giờ mình có một cái hình so sánh giữa động mạch đốt sống phải và động mạch đốt sống trái. Cái này nó chỉ có một màu đỏ thôi, còn cái này lúc xanh lúc đỏ. Thấy không? Như vậy đây là cái phổ bình thường, đây là cướp máu. Rồi. À, đó. Cái phổ cướp máu đây. Rồi. Và tương ứng với cái màu xanh này, đây là cái phổ. Và cái màu đỏ này, cái phổ này. Rồi. Bây giờ như vậy thì đây là một cái cướp máu đó. Thì thông thường mình sẽ làm cái nghiệm pháp. Tức là mình cho bệnh nhân co bóp cái bàn tay ở bên trái. Co bóp bàn tay 20 lần. Và sau đó mình làm cái Doppler lại. Thì mình thấy đây là cái lúc bệnh nhân nghỉ ngơi. Đó. Thì dương đây và đây là phổ âm. Và sau khi mình cho bệnh nhân co bóp cái bàn tay 20 lần. Mình làm Doppler lại thì mình thấy rằng là nó phổ nó một phía hoàn toàn. Đấy không? Như vậy thì lúc này là nó sẽ làm nặng lên, tức là nó làm bởi vì khi mình vận động như vậy đó là nó tăng cái tưới máu, thì lúc đó nó sẽ xem như là một cái phổ tắc hoàn toàn động mạch dưới đọt. Đó. Đây là một trường hợp bệnh nhân hẹp nặng cái thân cánh tay đầu và mình làm cái động mạch đốt sống phải, mình có cái phổ cướp máu không hoàn toàn. Đó. Rồi, đây là một trường hợp mình sẽ có một cái sự rất là lạ này. Động mạch đốt sống bên phải thì cái pit nó là 60, trong khi động mạch đốt sống động mạch cạnh trung bên phải là 62, động mạch cạnh trung bên trái là 122. Đây là một cái sự bất đối xứng bệnh lý chứ không thể nào là sinh lý được bởi vì nó trên 20, đúng không? Rồi. Và cái thứ hai nữa là cái bên pit systolic thấp này nè, cái AT này nó kéo dài. Như vậy là cạnh trung bên phải có vấn đề. Mình làm cái đến cái động mạch đốt sống bên phải thì cướp máu không hoàn toàn. Đó, đốt sống bên trái thì bình thường. Như vậy là nó bất thường ở cái hệ, nó bất thường cả cạnh trung, cả động mạch đốt sống bên phải. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị hẹp nặng cái thân cánh tay đầu. Cho nên nó ảnh hưởng đến cả cái động mạch cạnh trung phải, cả động mạch đốt sống phải. Và nếu mà làm cái động mạch cạnh trong nó cũng tương tự như vậy. Rồi. Như vậy là hẹp dưới 50% thì nó là tiền cướp máu, tức là cái khất nó trên cái đường baseline. Hẹp nặng thì là nó đi xuống âm xuống luôn, cái vết khất nó đi xuống dưới đường baseline. Còn nó tắc hoàn toàn thì nó sẽ cho một cái phổ ngược hoàn toàn, tức là nó cho phổ âm. Đó. Như vậy thì thay vì cái dòng chảy hướng lên não ở động mạch đốt sống thì lúc này nó là từ não nó lại chảy ngược về thân. Đó. Cho nên nó có cái phổ đảo ngược như thế này.
Rồi. Bệnh nhân này 54 tuổi, huyết áp cánh tay phải thấp hơn hẳn bên trái và người ta làm đốt le, người ta thấy nó có cái đảo ngược dòng chảy ở đốt sống bên phải. Đó. Và người ta chụp mạch máu thì rõ ràng là nó tắc ở ngay cái thân cánh tay đầu. Dạ. Đây là một cái cướp máu hoàn toàn, cái gì thấy phổ chỉ có một phía thôi, thấy không? Một màu xanh thôi, tức là cái dòng chảy nó chảy ngược ở đốt sống trái. Trường hợp tương tự như vậy, dòng chảy ngược ở động mạch đốt sống trái. Đó. Dòng chảy ngược ở động mạch đốt sống trái. Ở đây nếu mình để ý chút nữa thì mình sẽ thấy đây là dòng chảy của động mạch đốt sống nè, phía trên nó là dòng chảy của tĩnh mạch đốt sống nè. Động mạch và tĩnh mạch chảy cùng hướng. Đó. À, đây là một cái ca đầu tiên tôi gặp về cái hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn. Cái ca này gặp như vậy là đến nay đã 10 năm. Năm 2011 thì hồi đó tôi làm chưa có tốt, cho nên cái điều chỉnh máy nó không có tốt, cho nên mình sẽ thấy cái hình, cái gì thấy rằng là nó nhỏ xíu, trong khi đó là mênh mông trời đất ở dưới đây. À, cho nên là đây là cái điều chỉnh không tốt, nhưng mà đây là cái ca lịch sử. À, bệnh nhân này 66 tuổi, đau nhức cánh tay, huyết áp bên trái thì 90-60 mà bên phải là 140/10. Thì bác sĩ lâm sàng á, là nghi là hẹp động mạch chi trên bên trái và cho làm đốt le động mạch chi trên. Như vậy là bác sĩ nghĩ là nó hẹp động mạch chi trên cho nên làm đốt le động mạch ở bên trái. Tức là mình chỉ làm đốt le từ nách cho đến cổ tay. Thì mình cho vào cái động mạch nách thì mình thấy cái phổ rất là kỳ. Vì nó là ngoại vi thì nó là phổ 3 pha. Thì đây mình chỉ thấy là giống như một cái đụng rơm thôi, tức là chỉ có một thì và nó như vậy là phổ này, RI này nó bằng bằng một. Đây là một cái phổ hoàn toàn không bình thường ngoại vi. Đó. Trong khi đó cái nách bên làm đốt le, cái nách bên trái là như vậy, mà cái nách đối bên là nách bên phải là cái phổ ba pha bình thường. Rồi. Như vậy thì vấn đề là bác sĩ yêu cầu mình làm đốt le động mạch cánh tay. Thì mình sẽ trả lời là động mạch cánh tay nó thông thoáng hai bên, thì như vậy thì nó không ra vấn đề. Rồi bây giờ mình phải hiểu về bệnh lý, tại vì hiểu về bệnh lý thì mình sẽ hiểu rằng là nếu mà nó tắc tại gốc của động mạch dưới đòn thì cái động mạch ở cánh tay của mình được nuôi bởi bàng hệ qua cái động mạch đốt sống, thì lúc đó cái huyết áp nó phải thấp hơn. Rồi như vậy thì mình phải làm siêu âm đốt lại động mạch đốt sống. Đó. Thì đây là động mạch đốt sống bên phải và động mạch đốt sống bên trái. Cái hình này tất nhiên là những cái video này nó cũng rất là quý, là bởi vì cách đây 11 năm này, cái này tôi nhớ là làm trên máy L5, cái máy rất là to nhưng mà cũng khá là tốt để làm. Cái gì thấy đây là cái dòng chảy hai bên như vậy, và nếu mà coi dòng chảy thì rõ ràng là cái dòng chảy nó ngược dòng ở động mạch đốt sống bên trái. Dài. Và như vậy thì tôi kết luận là nó bị hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn, và tôi đề nghị chụp CTA. Thì tôi nhớ lúc đó có một bác sĩ hỏi tôi là tại sao người ta cho làm đốt le động mạch cánh tay mà ông lại làm cái động mạch đốt sống để làm gì? Bởi vì nếu mình cho làm cánh tay thì làm cánh tay thôi, mắc gì làm đến động mạch đốt sống, đúng không? Thì tôi mới nói là tôi nghĩ đến hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn. Thì cái người đó còn hỏi lại nó là cái hội chứng gì. Thì bây giờ tôi khoan nói tiếp. Bây giờ mình sẽ nói coi cái trường hợp này làm CT. Thì khi mà làm CT cái ca này thì tôi không có làm, mà một bác sĩ đồng nghiệp làm. Và bác sĩ đồng nghiệp kết luận rằng là không có tắc động mạch dưới đòn bên trái, là bởi vì có máu ra ở động mạch cánh tay. Dạ. Thì khi mà tôi đọc cái báo cáo thì tôi giật mình. Tôi nói như vậy thì tôi đi dạy đốt le mà hình như tôi làm đốt le nó sai, cho nên tôi mới nhận diện sai cái hướng dòng chảy. Thì ngày hôm sau tôi vô tôi coi. Thì bây giờ mình coi lại cái hình CT. Thì cái CT hồi đó nó không có đẹp cái gì. Tôi nhớ hồi đó cái CT ở bệnh viện tôi, cái này chỉ có 4 lát cắt thôi. Thì đây là cái hình CT hai cái lát cắt trước khi có thuốc tương phản, và đây là hai cái lá cắt sau khi có thuốc tương phản. Rồi, bây giờ tôi phân tích cho các anh chị. Đây là động mạch dưới đòn,
ở bên trái, đây là động mạch cạnh trung bên trái, đây là động mạch cạnh trung bên phải, và đây là động mạch dưới đòn bên trái. Thì bây giờ mình sẽ coi mấy cái lỗ này nó trám thuốc. À, các chị thấy bốn cái mạch máu, 1, 2, 3, thì ba cái mạch máu này nó trám thuốc. Còn bây giờ bạn coi cái mạch máu này và cái mạch máu này thì coi như là nó không trám thuốc, mà đây là cái vôi hóa quanh và nó tắc ở trong lòng. Đó, cái lát cắt này cũng tương tự như vậy. 1, 2, 3, ba mạch máu này trám thuốc, riêng cái mạch máu này là nó vôi hóa và nó tắc trong lòng, cho nên nó không trám thuốc. Rồi, như vậy là trên hình axial là mình chẩn đoán là tắc động mạch đốt sống. Và trên cái hình tái tạo lại thì mình thấy rõ ràng là nó có máu ra động mạch cánh tay hoàn toàn. Nhưng mà đây là bàn hệ từ động mạch đốt sống nó đi xuống, nó ra. Còn đây là cái mạng vữa xơ vôi, cái chỗ này là mạng vữa xơ không có vôi nhưng mà nó gây tắc hoàn toàn cái lòng mạch. Rất là tiếc cái CT mình có hai lá cắt cho nên dựng được như này đã là đẹp lắm rồi, anh chị ha. Và đây là cái đó, hình tái tạo lại cho thấy như vậy. Rồi, đây là một cái trường hợp khác. Anh chị thấy rằng là đây là động mạch đốt sống phải và động mạch đốt sống trái này là động mạch và tĩnh mạch nó chạy cùng hướng nhau, tức là nó bị ngược dòng ở động mạch đốt sống bên trái, đúng không? Và mình làm đốt lê sung là cái phổ nó là ngược hướng hoàn toàn, đó, thấy không? Nó ngược hướng hoàn toàn khi động mạch tĩnh mạch cùng một hướng như vậy. Rồi, và đây là một cái trường hợp là bệnh nhân đã được đặt stent ở động mạch dưới đòn ở bên trái và bây giờ ra cái phổi như vậy thì mình coi hình CT chích thuốc tương phản. Đây là hình chưa chích thuốc tương phản thì mình thấy cái stent, và sau khi chích thuốc thì mình thấy đây cái dòng chảy của động mạch đốt sống bên trái và đây động mạch dưới đòn và cái chỗ này nó tắc trong stent hoàn toàn. Đúng không? Thì những cái trường hợp đặt stent mà trước đây người ta không có phụ thuốc đó, mà không có dùng kháng đông thì trước sau gì nó cũng tắc lại trong stent. Đây là một trường hợp khác, các anh chị thấy à, đây là động mạch đốt sống phải và đây là động mạch đốt sống trái. Nó bất thường ở đâu? Bất thường là các anh chị thấy là cái hướng dòng chảy, đây là động dòng chảy một cái là hướng não và một cái hướng về thận. Nào, như vậy là bên phải là nó thuận dòng, bên trái nó ngược dòng. Đó. Và như vậy đây là một trường hợp tắc cái động mạch dưới đòn. Và nhắc lại là đa phần là mình sẽ gặp ở bên trái và ít hơn thì mình sẽ gặp ở bên phải. Một trong những cách để mà mình làm cải thiện cái độ chính xác trong chẩn đoán là mình thực hiện các nghiệm pháp để làm cho cái tay bệnh nhân vận động hoặc là mình bơm ép cánh tay. Tức là mình từ một cái phổ hẹp nhẹ, mình bơm ép cánh tay rồi mình xả hơi ra hoặc là mình cho bệnh nhân vận động bàn tay 20 lần thì lúc đó nó sẽ tăng cái độ nặng lên. Đấy, ví dụ như mình có cái hẹp nhẹ dưới 50% này, tức là phổ hình con thỏ đây. Mình cho bệnh nhân co bóp cái bàn tay của bên bị bệnh nó 20 lần. Phải không? Hoặc là bơm ép cánh tay thì lúc đó sau khi mình xả hơi bơm ép ra thì từ cái dương hoàn toàn đấy nó sẽ có một cái phổ cái khuyết này nó đi âm xuống, tức là phổ cướp máu không hoàn toàn, tức là nó làm nặng hơn tình trạng bệnh. Đó. Đây là một cái hẹp nhẹ và sau khi mà cho bệnh nhân đóng mở bàn tay 3 phút mình làm lốp le lại thì nó sẽ trở nặng lên. Đó. Đây là một trường hợp nó cướp máu không hoàn toàn, tức là hẹp nặng. Mình cho bơm ép mình xả ha thì nó cho cái phổ cướp máu hoàn toàn, tức là làm tăng cái độ nặng của phổ lên. Đây là cái trường hợp bệnh nhân cướp máu không hoàn toàn, à, cái gì thấy nó âm xuống đây và cho bệnh nhân đóng mở bàn tay thì thấy nó biến đổi phổ, đúng không? Đó. Rồi. Đây là một bệnh nhân, cái gì thấy đây là đốt sống bên phải. Đó. Mình thấy lúc xanh lúc đỏ, tức là bất thường, đúng không? Rồi mình cho cái làm cái đốt lê sung đó, nó cướp máu không hoàn toàn đó, và sau khi cho bệnh nhân co bóp bàn tay 60 giây co bóp như vậy thì lúc đó từ cái cướp máu không hoàn toàn này cho ra cướp máu hoàn toàn.
Và cuối cùng tôi đề cập đến một cái trường hợp là đôi khi bệnh nhân sau bị cái hội chứng cấp máu động mạch dưới đòn thì người ta điều trị bằng cách nào? Người ta sẽ làm một cái thông nối, người ta mổ bắc cầu. Bởi vì nó tắc tại gốc đây mà, người ta bắc cầu từ cái cạnh chung nó nối ra cái động mạch dưới đòn. Đó, thì đây là một trường hợp, đây là cạnh chung này, đây là cái bypass này. Thì sau đó người ta vẫn phải kiểm tra lại để coi cái thông nối này nó có hoạt động tốt hay không. Làm sao biết được hoạt động tốt hay không? Là nó sẽ không tắc ở trong cái thông nối này. Và cái thứ hai là mình làm cái phổ Doppler ở động mạch dưới đòn phải là phổ 3 pha. À. Rồi đây là cái bypass đây, cái ống thông nối đây. Mình cho vô thì đó, cái dòng chảy nó không có bị tắc ở trong cái thông nối. Và khi qua đó thì mình thấy đây là cạnh chung ở đây ngay qua cái bypass. Và cái động mạch đốt sống là không được ngược dòng, tức là nó phải hướng lên não. Đó, mình làm đốt sống là nó hướng lên não chứ nó không bị chạy ngược, là bởi vì nếu mà nó tắt cái thông nối thì nó sẽ chạy ngược dòng. Rồi, như vậy là tóm lại cái vấn đề khi mình làm cái động mạch đốt sống, mình cái phổ bình thường là cái phổ một pha hướng về não. Khi mà nó bị tiền cấp máu, tức là hẹp dưới 50% là mình có phổ hình con thỏ. Khi mà nó cướp máu không hoàn toàn thì cái cổ con thỏ này nó âm xuống, và khi nó cướp máu hoàn toàn thì nó âm hoàn toàn. Thì đây là ba cái phổ đặc trưng của mà mình có thể thấy ba cái phổ dưới này là trong cái hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn. Như vậy thì để kết luận thì mình cần phải biết cái hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn để gián tiếp chẩn đoán được tình trạng hẹp hoặc tắc tại gốc của động mạch dưới đòn. Và cái hội chứng này thường xảy ra bên trái nhưng bên phải vẫn có thể bị. Và tôi nhắc lại, cái này nếu mà mình không biết về bệnh lý thì mình sẽ chẩn đoán sai rất là nhiều. Đó, bởi vì đó, ngay cả bệnh lâm sàng người ta cũng không biết và người ta cho. Và cái vấn đề là mình phải hiểu cái hội chứng này để tìm bệnh lý, chứ không phải là người ta nói làm Doppler động mạch cánh tay, mình làm cánh tay mình nói nó bình thường rồi thôi, đúng không? Trong khi đó nó nằm ở gốc của động mạch dưới đòn. Rồi, cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. À, bây giờ tôi đề cập đến cái quy trình siêu âm Doppler động mạch cảnh và đốt sống. Đây là cái hình mà cũng khá là kỷ niệm, là bởi vì tôi nhớ những cái ngày đầu tiên mà thầy Khoáng bảo tôi đi dạy về siêu âm Doppler vào năm 2006, là hồi đó có cái lớp định hướng chuyên khoa của bên Đại học Phạm Ngọc Thạch, như thầy Khoáng có nói tôi đi dạy. Thì đây là hồi đó tôi hay dùng cái phông màu màu nâu như thế này, và đây là những cái bài cái thời đó, hồi đó tôi làm bệnh viện An Bình thì tất nhiên là trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Đầu tiên nhắc lại về giải phẫu thì như vậy thì cái động mạch não ngoài sọ, nó gọi là extracranial cerebrovascular, hoặc là nó gồm động mạch cảnh chung, cảnh trong, cảnh ngoài và đốt sống. Còn tác giả Pháp thì gọi là thân trên quai động mạch chủ. Đó. Như vậy thì nhắc lại, mình có đây là thân cánh tay đầu, nó ra cái động mạch dưới đòn bên phải, và đây là động mạch cảnh chung phải. Cảnh chung phải nó cho ra cảnh trong phải và cảnh ngoài, à cảnh trong và cảnh ngoài. Rồi từ cái động mạch dưới đòn nó cho ra động mạch đốt sống. Rồi tiếp tục cái đường đi của cái quai động mạch chủ thì ngoài cái thứ nhất là thân cánh tay đầu, thứ hai là động mạch cảnh chung bên trái đi lên, và thứ ba là động mạch dưới đòn trái nó đi. Rồi. Và từ động mạch dưới đòn trái thì nó tách ra cái động mạch đốt sống và tiếp đến là cái thân giáp cổ. Rồi sau khi vô trong não đó thì cảnh trong, cảnh ngoài và động mạch cảnh trong và động mạch đốt sống nó hình thành cái đai giác Willis. Bây giờ về tư thế bệnh nhân và đầu giò thì bệnh nhân nằm gối dưới vai, xoay đầu qua bên trái khi khảo sát bên phải và ngược lại. Cái tư thế nó gần gần giống như khi mình làm siêu âm tuyến giáp, nó ngược với ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì bệnh nhân ngồi ở phía trên đầu bệnh nhân người ta và bác sĩ làm ngược, tức là bệnh nhân và bác sĩ là ngồi hai hướng khác nhau chứ nó không cùng một hướng giống như ở Việt Nam mình. Đầu giò thì tùy độ sâu khảo sát mà thông thường nhất đối với hệ cảnh là mình dùng đầu giò linear.
Nhưng nếu mà mạch máu nào mà nó nằm sâu hơn 3 cm thì mình dùng đồ dò convex. Mình làm lần lượt cảnh chung, hành cảnh, cảnh ngoài, cảnh trong, đốt sống. Và cố gắng mình phải khảo sát đến gốc của cảnh chung và gốc của động mạch đốt sống, là bởi vì bệnh lý nhiều khi nó nằm ở gốc. Khởi đầu mình làm 2D, tiếp đến mình làm màu và cuối cùng là mình làm đốt đai sung. Dạ. Về động mạch cảnh thì như thế nào? Thì nó có những cái lỗi về kỹ thuật. Nó khó là ở nước ngoài á, nhiều nước Âu Mỹ á, thì kỹ thuật viên họ làm, bác sĩ chỉ đọc hình thôi, đọc hình, đọc video thôi. Còn ở Việt Nam là bác sĩ là trực tiếp vừa múa vừa đọc, tức là vừa làm vừa đọc. Cho nên nếu mình làm sai thì mình sẽ đọc sai luôn. Thì đầu tiên đối với động mạch cảnh, đối với hệ cảnh sống nói chung á, là khi mà mình làm á, là cái đầu trên lát cắt ngang là mình trượt đầu dò như thế này, nó song song như thế này chứ không được nghiêng cho vát như thế này. Như vậy là mình trượt chứ không được quét, không, đây là cách trượt, đây là cách làm sai và đây là cách làm đúng. A là sai, B là đúng. Rồi cái thứ hai là đối với hệ cảnh á, động mạch cảnh nói chung mình sẽ có ba hướng tiếp cận. Bệnh nhân nằm nghiêng 45 độ qua bên trái này, cái anterior là cái hướng phía trước, cái lateral là hướng bên và posterior là hướng sau, tức là nói sau nhưng mà thực ra là đầu dò mình vẫn giống như để ngang, thấy không? Rồi có ba hướng khảo sát như vậy. Rồi thì tại sao phải cần đến ba hướng, là bởi vì nhiều khi trên hướng này không rõ mình chuyển hướng khác. À, đầu tiên đây là một bệnh nhân mình coi động mạch cảnh trung này, cái hướng phía trước mình thấy đến đây là nó ngưng không coi được nữa. Rồi thì mình chuyển sang cái hướng, thay vì anterior thì mình lấy lateral, tức là qua hướng bên. Thì rõ ràng là qua hướng bên này nó cải thiện hẳn ra. Giữa cái hình trên dưới là mình thấy rõ thêm một đoạn mạch máu nữa. Đó. Như vậy thì cái hướng lateral là mình sẽ chọn trong trường hợp này. Đó. Rồi bây giờ cái đây là một trường hợp trên lát cắt ngang. Cái lát cắt ngang tôi hay gọi là cái lát cắt hướng đạo, là bởi vì nhìn trên lát cắt này mình phải tìm cái đường đi tiếp cho mình. Đây là bên trái, rõ ràng đây là lateral, đây là anterior, đây là medial. Thì rõ ràng nếu mà mình chuyển đầu dò sang cái hướng anterior là nó vướng phải cái vôi này, là cái vôi hóa của mạng bờ sơ này, là không thấy gì phía sau luôn. Cái hướng lateral này nó cũng vướng phải vôi, thì chỉ có cái hướng medial này thì mình sẽ coi được cái lòng mạch. Đó. Như vậy thì cái hướng này thì cái gì thấy nó gặp ngay một cái mạng bữa sơ, không coi được cái gì phía dưới nữa hết. Rồi cái hướng này đó, chết chết như này đó, thì mình thấy nó khá hơn được chút đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi được cái hướng đó. Rồi cái hướng này thì mình đó, nhờ lắp được một chút thì mình sẽ thấy được là đây là cái dòng chảy của nó, thấy không? Đây là như vậy là medial thì mình sẽ thấy khá hơn cái hướng lateral. Lateral là coi như mạng bờ sơ nó che hết đó, thì nhờ chuyển qua cái hướng medial này mình đo được cái đường kính dòng chảy là 1.39, tức là hẹp rất là nặng. Cái pitch nó là 241, tức là trên 230. Cái n này 119, tức là trên 100, tức là hẹp trên 70% nasét. Dài. Nếu mà như vậy là trên 70% nasét, là trên 83% ECST, tức là cái này là phải điều trị, tức là mổ bóc tách nội mạc hay là đặt stent. Rồi đây là một cái trường hợp khác, mình thấy rằng là cái dòng chảy và chỗ này mình không có coi rõ được nữa thì mình phải làm sao? Mình thấy thay đổi hướng khảo sát thì lúc đó cái dòng chảy này nó rõ hơn. Như vậy thì khi mình làm siêu âm mình nên nhớ mình đừng có bất động, đúng không? Mình phải linh hoạt, mình có ba hướng tiếp cận, là mình tiếp cận làm sao để thấy được cái dòng chảy nó rõ ràng nhất. Rồi. Tiếp đến là cái kích thước cửa sổ. Đối với hẹp động mạch cảnh, nói chung đối với hẹp cảnh sống thì người ta, đối với chỗ hẹp, người ta khuyến cáo là kích thước cửa sổ nên là 1 mm chứ không phải là 2 mm, và đọc chọn dọc theo cái chiều dài aliagine mà chọn cái chỗ nào vận tốc cao nhất là mình chọn. Rồi như vậy về kỹ thuật
Nhắc lại, thứ nhất là mình cái đốc đốc le 60 độ thanh điều chỉnh gốc trùng với trục dòng chảy cửa sổ đốc le 1 mm. Đó, mình phải có đốc le màu và dựa vào cái ali hướng của aliasing để điều chỉnh cái thanh điều chỉnh gốc. Và mình làm dọc theo cái aliasing để chọn cái chỗ nào vận tốc cao nhất để chọn. Rồi, phân biệt giữa cạnh trong cạnh ngoài thì cái cạnh trong thì thường nó lớn hơn, nó phình ở gốc, còn cạnh ngoài nó nhỏ hơn và vách nó song song. Cái cạnh trong thì nó thường nằm phía ngoài, trong khi đó cái cạnh ngoài nó lại thường nằm phía trong. Ngoài là tức là lateral, tức là phía ngoài cái phía bên, còn trong là medial, tức là phía đường giữa. Động mạch cạnh trong nó không phân nhánh ngoài sọ, trong khi đó động mạch cạnh ngoài có các phân nhánh ngoài sọ. Cái này nó cũng tương đối thôi. Đối với cạnh trong thì cái kháng lực thấp, dòng cuối tâm trường nó cao. Cạnh ngoài thì kháng lực cao, cuối tâm trường nó thấp. Còn cái nghiệm pháp gõ vùng thái dương này mình rất là nên phải làm, là bởi vì nhiều khi cạnh trong cạnh ngoài mình không phân biệt được, mình phải gõ cái vùng thái dương nông. Nếu mình gõ cái động mạch thái dương nông á, lúc nãy mình học mình có học về cái bài mà viêm viêm cái động mạch thái dương nông á, thì đó mình thấy cái động mạch thái dương nông nó chảy như này, thì mình gõ ngay cái gờ bên tai này, thì nếu mình gõ cái, vì cái động mạch thái dương nông là được cái động mạch cạnh ngoài nó cấp máu, nên khi mình gõ cái động mạch thái dương nông này thì mình thấy cái bờ, cái phổ, cái đường viền phổ của động mạch cạnh ngoài nó có cái viền răng cưa. Rồi, như vậy nhắc lại nha, không phải tất cả các trường hợp nào là cái cạnh ngoài này nó ở trong và cạnh trong nó ở cạnh ngoài đâu. Bởi vì cái này nó đúng trong khoảng 49% trường hợp thôi. Còn lại là nó nhiều khi nó nằm trước sau hoặc là nó đổi hướng như thế này. Như vậy là chỉ có khoảng 50% trường hợp động mạch cạnh trong nằm phía ngoài và động mạch cạnh ngoài nằm phía trong. Rồi, bây giờ mình có một số trường hợp, một số ca để minh họa. Tôi nói ví dụ như mình nhìn đây, đây là bên phải, đây là lateral, tức là cạnh trong là mình nói phía ngoài, cạnh ngoài nằm phía trong. Rồi, cạnh trong nó bự hơn, cạnh ngoài nó nhỏ hơn. Rồi, nó phình ở gốc. Và đây như vậy thì đây mình nghĩ là cái mạng bựa sơ nó nằm ở cái thành bên của động mạch cạnh trong. Đó. Rồi bây giờ mình làm cạnh trong cạnh ngoài, mình làm sao để lấy được, thì cái trên lá cắt ngang á, là mình coi hai cái này nó có cách xa nhau hay không. Nếu nó gần nhau thì cái góc mà giữa cạnh trong cạnh ngoài nó rất là gần, còn nếu mà nó xa nhau thì mình cái góc xoay của mình nó cũng phải xa. Rồi, thì cách làm là như thế nào? Đầu tiên là mình để cái đầu dò ngay cái hình cảnh cắt lá cắt ngang. Rồi sau đó mình mới xoay. Thì đối với cái bên phải đó, thì cái mạch máu đầu tiên là cạnh trong và mạch máu thứ hai là cạnh ngoài. Còn đối với bên trái thì sẽ ngược lại, đầu tiên là cạnh ngoài và tiếp đến là cạnh trong, tức là mình xoay theo chiều kim đồng hồ đó. Đó, mình xoay ra mình sẽ lấy được hai cái mạch máu. Thì nếu mà mình không có coi hết được đó, thì mình dùng cái virtual convex để mà mở rộng trường nhìn ra. Rồi, bây giờ bày về cái nghiệm pháp gõ cái động mạch thái dương nông, tức là ngay cái gờ bên tai á, thì nếu mà nó là động mạch cạnh trong thì cái phổ nó không thay đổi gì hết, nhưng mà nếu nó là động mạch cạnh ngoài thì cái phổ nó sẽ xuất hiện cái bờ răng cưa. Thì đây là một trường hợp mình làm động mạch cạnh trong mà mình gõ cái gờ bên tai nó không thay đổi gì hết, trong khi đó đây là cạnh ngoài thì mình gõ nó xuất hiện cái bờ răng cưa. Rồi nhiều trường hợp rất là dễ làm. Mình làm đây thì cái cạnh ngoài nó ra phía trước, cạnh trong nó ra phía sau. Đó, cái này cạnh ngoài trước, cạnh trong sau, đúng không? Rồi thì đó, cạnh trong thì nó phình ở gốc, cạnh ngoài nó nhỏ hơn, nó song song. Và đây là trường hợp với cạnh ngoài nên mình gõ cái bờ gờ bên tai nó có phổ răng cưa. Đó, trường hợp này cạnh trong cạnh ngoài này nó hai cái này nó gần như bằng nhau luôn. Đó, thành ra là mình nghĩ là cái này nó hơi phình một chút thì mình nghĩ đây cạnh trong, nhưng mà chưa chắc à. Bây giờ mình thử coi nó có đúng hay không. Mình nghĩ đây cạnh ngoài, mình làm cái đó thì cái này trở kháng cao, cái này trở kháng thấp nè. Rồi cái cạnh ngoài này cái mình gõ cái bờ gờ bên tai mình thấy cái phổ răng cưa đây. Thì như vậy là đúng là cạnh ngoài nằm phía trên, cạnh trong nằm phía dưới.
Dạ. Một cách nữa là nhiều khi mình nhìn vô mình biết liền là bởi vì đó mình thấy đây là cái động mạch giáp trên nè. Thì cái động mạch giáp trên là cái nhánh đầu tiên nó tách ra từ động mạch cảnh ngoài. Cho nên là đây là cảnh ngoài, đây là cảnh trong nó phình ở gốc. Đó. Trường hợp này thì cũng bối rối đó các anh chị. Mình thấy rằng là từ cạnh hành cảnh mình quét lên mình thấy hai cái mạch máu nó bằng nhau. Mà cái phía 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 trong này á là có vẻ là nó hơi bự hơn phía ngoài nữa. Rồi, bây giờ mình làm sao? Mình xoay trên lát ngắn dọc thì hai cái mạch máu này có vẻ nó cũng tương khá là tương đồng. Đúng không? Như vậy thì đâu là cạnh trong, đâu là cạnh ngoài. Rồi mình cho cái đốt le sung vô. Thì nó khác hẳn các anh chị. Cái trợ kháng cao này là mình phải nghĩ đến cạnh ngoài, trợ kháng thấp này là phải nghĩ đến cạnh trong. Thì vấn đề là mình làm thêm một bước là mình gõ cái vừa bên tai của cái bên 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 trái bên cái cạnh ngoài này. Mình thấy nó xuất hiện phổ răng cưa. Như vậy là mình sẽ chẩn đoán được hết đâu là cạnh trong, đâu là cạnh ngoài. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà cái góc chõi mà nó cao quá là mình phải ghi nhận trong báo cáo nếu bệnh nhân bị hẹp mạch cảnh. Là bởi vì một cái góc mà nó gần 90 độ là người ta sẽ không có đặt stent được. Cho nên mình phải ghi nhận trong báo cáo. Rồi. Rồi một cái nữa là khi về già đó, động mạch cạnh trong nó rất là dễ bị uốn lượn. Đó, thì nó có hai cái về già, động mạch cạnh trong nó uốn lượn. Thứ hai là bẩm sinh. Thì nếu mà bẩm sinh thì nó hay bị coi lưng, nó uốn theo cái kiểu như này, uốn vòng tròn như này và nó thường bẩm sinh là nó bị hai bên và nó coi lưng, tức là gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Còn khi về già thì mình gặp cái kiểu looping này. Đó. Thì cái góc nó trên 90 độ, cái góc này trên 90 độ thì nó gọi là looping. Còn nếu mà nó gặp góc, cái góc nó nhỏ hơn 90 độ nó gọi là kinking. Thì đây là hai cái do cái về già thì cái collagen nó nhẹ gọi là nó nhão đi đó, thì cái thành mạch lúc đó nó trở nên nó ngoằn ngoèo như thế này đó. Ở đây một cái người 54 tuổi, cái gì thấy không, thông thường để coi cái này thì tôi hay dùng cái đầu dò convex thì mình sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn đó. Rồi ngoài ra thì mình sẽ dùng cái mốt gọi là accumulation, tức là mình sẽ nó giống như trên CT mình dùng cái mốt mốt MIP á, mình cộng dồn lại, nên đây mình cộng dồn tín hiệu lại, tại vì do cái mạch máu nó không nằm ở trên một cái mặt phẳng cho mình cộng dồn lại để mình hình dung được cái đường đi của nó. Đây là cái Doppler năng lượng có định hướng, cái đây là B-flow màu đó. Đây là một cái người phụ nữ da trắng 48 tuổi và cái mạch máu nó rất là ấn tượng, nó uốn cong như thế này. Đó, hai bên ở bên phải thôi, bên trái không bị. Và tôi chuyển qua cái đồ dò convex, cái gì thấy không? Cái hình nó chạy rất là đẹp. Rồi. Về khảo sát động mạch đốt sống thì nó như thế nào? Như vậy là mình sẽ coi cái đoạn V1, tức là từ gốc cho đến C6, V2 là giữa cái máu ngang. Thì đối với cái V2, tôi nói V2 trước là V2 mình hay làm về dễ làm, tức là V2 thông thường mình dùng đầu dò linear, còn V1 là linear và đôi khi phải dùng convex, và cái V3 này thường là phải dùng convex mình mới là coi được đó. Ví dụ như trường hợp này thì đến cái đoạn mà V3 này là người ta dùng convex. Đó. Cái V1 á là cái đoạn V2 thì cái cách làm rất là đơn giản, mình thấy đây là động mạch cảnh chung, đây là động mạch đốt sống, cho nên là mình chỉ cần đặt đầu dò theo trục của động mạch cảnh chung, mình trượt ra sau thì lúc đó mình thấy cái động mạch đốt sống. Và mình nhận biết là nó đi qua, nó có những cái vôi hóa của mấy cái máu ngang, những cái máu ngang thân sống. Cái cách thứ hai là mình không trượt thì mình ăn link, tức là nghiêng cái đầu dò. Đó, thì cái gì thấy rằng là mình đang để cái đầu dò qua cái động mạch cảnh chung như này, cái mình cho cái đầu dò nó đứng lên để nó nhìn ra phía sau này thì lấy được cái động mạch đốt sống. Rồi từ cái V2 mình mới trượt cái đầu dò theo cái trục dọc rồi đi về cái V1 đó. Rồi cái nhìn trượt đến đây rồi vẫn không thấy được gốc thì mình làm sao? Mình đầu tiên là mình sẽ dùng cái virtual convex, tức là dùng convex ảo. Thì may quá trường hợp này mình dùng convex ảo mình thấy được đơn động mạch dưới đòn, tại vì cái vùng cái chỗ này rất quan trọng là nó hẹp tắc ở ngay chỗ này không à, cho nên phải coi được cái chỗ này.
Rồi cái động mạch này nó bất đối xứng không? Rõ ràng thì cái bên bất đối xứng này thì cái pitch nó sẽ thấp hơn, trở kháng nó sẽ cao hơn. Đó mình thấy đó, nó bất đối xứng dòng chảy cho nên cái pitch ở bên mà nó thiệu sản nó sẽ thấp hơn hẳn cái bên bình thường. Dạ. Nó bị uốn lượn ở gốc. Đó, hầu hết hẹp và tắc ở tại gốc cho nên mình nhớ là phải tìm cho ra được cái gốc của động mạch dưới đòn. Dạ. Với mạch máu nó ngoằn ngoèo như vậy thì mình nên để hộp màu vuông góc thì mình sẽ dễ định hướng dòng chảy hơn. Rồi. Bây giờ quy trình siêu âm đề nghị thì mình sẽ làm như thế nào? Rồi. Thứ nhất là mình luôn luôn thực hiện trắng đen, tức là 2D. Tiếp đến mình dùng màu và cuối cùng mình dùng sông, sung. Và đây là cái sơ đồ của cái động mạch cảnh sống. Thì đối với cái động mạch cảnh trung mình làm cái đoạn gần và đoạn giữa. Đó. Rồi, đối với cái cảnh trong đó, thì mình phải nhớ có một cái lát cắt ngang để cho coi cái mạng siêu vỡ mình là, và cái mạng siêu vỡ đó mình mô tả có ổn loét hay không. Rồi mình làm cái động mạch cảnh trung đoạn gần, cái cảnh trung đoạn giữa, rồi cảnh ngoài thì mình làm một vị trí thôi ở đoạn gần đó. Rồi đối với cái động mạch đốt sống thì mình coi V1, V2, V3. Rồi ngoài ra nó có một số cái lưu ý. Đầu tiên là cái lát cắt ngang qua cái mạng siêu vỡ. Rồi rõ ràng là mạng siêu vỡ nó rất là hay lệch tâm cho nên nếu mà mình chỉ coi trên lát cắt dọc mình sẽ không đánh giá được toàn diện, cho nên mình phải bổ cái lát cắt ngang này cho mình hình dung vấn đề đó, mình sẽ đánh giá tốt được cái mạng vữa sơ. Như vậy là mình phải ghi hình mạng vữa sơ trên lát cắt ngang, và nhân tiện mình cũng nên đo luôn độ hẹp trên lát cắt ngang, mà độ hẹp trên lát cắt ngang này là theo ECST chứ không phải theo NASET. Rồi cái thứ hai là mình coi cái proximal ICA, tức là coi cái đoạn gần của động mạch cảnh trong. Dạ. Ta nhìn thấy đây là cảnh trung phải, cảnh trung trái. Đó. Và bệnh nhân này 44 tuổi. Thì nên nhớ rằng là đối với động mạch cảnh trung á, mà ở cái người thanh niên á, thì nó khoảng chừng 80 đến 100 là bình thường. Nhưng mà đối với một cái người già, đây là 44 tuổi đối với người già 77 tuổi, thì cảnh trung nó 43, 49, tức là nó khoảng chừng 50 là bình thường. Bởi vì cái cung lượng tim người ta nó thấp do nó suy tim. Như vậy thì cái pitch này nó không phải là một con số của cảnh trung, không phải con số nhất định mà nó sẽ theo tuổi, tức là nó theo cung lượng tim. Và nếu mà cái cảnh trung nó như vậy thì lên cảnh trong nó cũng không khá hơn. Cảnh trung bởi vì cái ratio nó gần như bằng một. Cái gì thấy đây cảnh trung nó là 43 lên cảnh trong 45. Cái đây cảnh trung khoảng 49 thì lên cảnh trong là khoảng như 51, 52. Đó là bình thường. Rồi. Tiếp đến là mạng vữa sơ có ổ loét là phải ghi nhận. Là bởi vì nếu có ổ loét là bệnh nhân phải được dùng thuốc kháng đông. À, tức là cụ thể mình sử dụng aspirin. Chứ còn không á, là những cái cục huyết khối nhỏ này nó sẽ trôi lên lấy thuyên tắc động mạch não. Cho nên cái gì thấy đó, mạng vữa sơ có ổ loét là phải ghi nhận. Rồi. Tiếp đến cái đoạn gần của cảnh trung cảnh ngoài có cần phải báo cáo hay không? Có. Là bởi vì cái gì thấy rằng là nếu mình không quan sát, mình thấy đây là một cái trường hợp hai cái mạch máu này có một mạch máu bị hẹp. Đó, thì vấn đề là cái này là cạnh trong hay cạnh ngoài và cái này là cạnh ngoài hay cạnh trong. Đó, đây nó có mạng vữa sơ ở đây. Thấy giờ thì cái mạch máu thông thoáng nói lại là cạnh trong, còn cái mạch máu này bị hẹp là ở cạnh ngoài. Vậy nên nhớ rằng là những cái hẹp này nó sẽ gây nên tiếng thổi, và bác sĩ lâm sàng sẽ thắc mắc là tại sao nó có tiếng thổi thì mình phải giải thích được. Chứ mình đừng có trả lời là cạnh trong này nó bình thường là hết. Vấn đề là cái này nó hẹp cạnh ngoài. Mặc dù cạnh ngoài nó không có nhiều ý nghĩa, bởi vì nó đâu có nuôi não đâu. Rồi. Tiếp đến là mô tả hướng của dòng chảy. Thì cái này là trong bài là về cái Doppler động mạch đốt sống tôi đã nhắc rồi. Là nếu cái màu
nó là do quy ước và nó giúp mình định hướng dòng chảy, chứ không phải là biết là mạch máu nó còn chạy hay không, đúng không? Như vậy thì mình có hai cái động mạch đốt sống này, thì em thấy là nếu mà có cái tĩnh mạch đi kèm thì rất là sướng. Hai cái động mạch tĩnh mạch này nó đi cùng hướng, tức có nghĩa là cái động mạch này nó đi ngược dòng, đúng không? Đó, và mình kèm theo là mình phải làm cái đốt lê sung. Đó. Như vậy thì ví dụ như trường hợp này không thể xác định được gốc của động mạch đốt sống ở bên bên trái. Đó. Thì nhắc lại, mình phải dùng chuyển qua cái đầu dò convex. Không? Rồi với cái đầu dò convex này mình coi được cái gốc của nó và nó thông thoáng. Dạ. Đây gần là một đó. Như vậy thì đây là cái trường hợp mà các anh chị thấy khi mà coi là cái dòng chảy này đi ngược ở động mạch đốt sống trái này và đi vòng ra, đây là cái động mạch dưới đòn này. Đó, và đây là chính là cái trường hợp mà bệnh nhân bị tắc trong stent. Đó, nó đi như vậy. Như vậy thì đối với những cái trường hợp, nhắc lại nha, nếu mà bạn không coi được gốc thì bạn phải cố gắng tìm mọi cách, tìm một trong những cách là chuyển qua đầu dò convex. Và trong rồi dò convex thì do tần số nó thấp hơn cho nên độ nhạy màu đó nó sẽ tốt hơn và nó giúp mình chẩn đoán. Dạ. Và đây là một cái mẫu của bên Hàn Quốc người ta hay xài, thì tôi thấy nó khá là đơn giản và mình nên học. À, thì cái gì thấy rằng là đối với động mạch cảnh á, thì một trong những cái là người ta đo cái IMT, thì cái bài này tôi có dạy các anh chị, đó là IMT bên phải bao nhiêu, IMT bên trái bao nhiêu, mình mô tả coi có mạng vữa sơ hay không, đó là cái thứ nhất. Tiếp đến những cái thông số là nó phục vụ cho cái động thuận 202. Cái gì thấy người ta chỉ ghi nhận cái peak systolic của cạnh trung bên phải bên trái, peak systolic của cạnh trong bên phải bên trái, end diastolic của cạnh trong bên phải bên trái, và cái ratio giữa cái peak systolic của cạnh trong chia cho cạnh trung. Đó. Rồi đến động mạch đốt sống là hướng của dòng chảy nó có đúng hay không, và cái phổ Doppler, cái pitch nó như thế nào. Đó. Và như vậy thì sau đó mình sẽ có cái kết luận. Và như vậy thì với cái form này dù nó rất là đơn giản nhưng mà tôi nghĩ rất là hay và chúng ta nên làm theo để chẩn đoán. Rất là cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn phần bài giảng của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng với rất nhiều kiến thức bổ ích. Kính thưa các quý bác sĩ, phần bài giảng vừa rồi đã khép lại chương trình buổi thứ hai của phần 3 về siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ do Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Quý bác sĩ lưu ý, đối với các bác sĩ đã đăng ký cấp CME, sẽ có tổng cộng 2 bảng câu hỏi lượng giá tương ứng với 2 buổi học lý thuyết cần phải được hoàn thành để đủ điều kiện cấp CME. Ban tổ chức sẽ gửi bảng câu hỏi lượng giá qua email cho các bác sĩ sau khi kết thúc phiên họp ngày mùng 3 tháng 4. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý bác sĩ. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta có cái phiên thảo luận, và như vậy thì cái phiên thảo luận ngày hôm nay là nó sẽ khép lại cái phần siêu âm động mạch cảnh đốt sống ngoài sọ. Thì tôi rất là cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi về. Tại vì thực ra các bạn có gửi câu hỏi thì tôi mới biết là các bạn ngứa cái gì để tôi gãi. À, thì tôi sẽ, và cũng như mọi khi thì cái chương trình này tôi có lời cảm ơn đến Chi hội siêu âm Việt Nam, Hội điện khoa y học hạt nhân và cái công ty tài trợ là GE Healthcare Việt Nam. Đây là vợ chồng tôi năm 2015. Nhìn như vậy thì chứng tỏ là hôm nay tôi cũng già nhiều so với cách đây 6 năm. Cái này là tôi không nhớ, nhưng mà cái hình này trong một cái đợt tôi đi dạy, tức là những cái workshop á, của GE tổ chức, tôi đi dạy ở các nơi. À, thưa thầy, cho em hỏi là động mạch đốt sống nhỏ, tức là mình nói thiểu sản đó, dưới 2 mm, không ghi được tín hiệu đốt lê sung và màu, có phân biệt được tắc mạng tính hay là thiểu sản? Thì trả lời là gì? Cái thứ nhất là khái niệm thiểu sản, tức là khi cái đường kính động mạch đốt sống nó nhỏ hơn, đường kính lòng nhỏ hơn 2 mm thì gọi là thiểu sản. Và do nó thiểu sản như vậy thì nó sẽ kém nhạy với đốt lê màu và đốt lê sung, và khó phân biệt với tắc. Cho nên rằng là trong cái phần sau á, tôi sẽ có một số ca
minh họa để mấy em hiểu cái cách làm sao để khi động mạch đốt sống nó thiểu sản mình có thể bộc lộ nó được. Thì trong cái phần những cái ca minh họa thì mình sẽ biết cái phần mà có một cái phần sau tôi trình bày về cái cặp bẫy và giải pháp trong cái trường độc lạc. Một bạn hỏi là động mạch đốt sống thường ngoằn ngoèo tại gốc, vậy làm sao chẩn đoán được hẹp tại gốc làm tăng vận tốc hay là chỉ tăng vận tốc do đi qua chỗ ngoằn ngoèo? Đây là một câu hỏi rất là hay. Mình biết là khi mà dòng chảy nó đi qua cái chỗ ngoằn ngoèo thì cái vận tốc nó sẽ gia tăng hơn bình thường, nhưng không có nghĩa là nó tăng nhiều đó. Và cái thứ hai là dù cho nó gia tăng nhưng mà cái lòng mạch vẫn trám màu đều nếu mình làm đốt đen màu đó. Cho nên rằng là nó sẽ tăng vận tốc nhưng không nhiều, cái lòng mạch nó trám đều và nó không bị aliasing, tức là không bị cái hiện tượng vượt ngưỡng. Cái thứ hai là cũng giống như hẹp động mạch cảnh trong là mình phải kết hợp với cái độ trên vận tốc đó. Ví dụ như động mạch cảnh trong thì mình lấy chỗ hẹp ở cạnh trong tức là ICA, mình chia cho bình thường ở cạnh chung tức là CCA, thì cái đó là gọi là độ trên vận tốc. Còn đối với động mạch đốt sống thì thông thường nó hẹp ở gốc, cho nên mình sẽ lấy cái hẹp ở gốc là chỗ gốc là V1, chỗ nó hẹp đó, mình chia cho cái chỗ bình thường ở sau hẹp tức là V2, V1 chia cho V2 tức là độ trên vận tốc. Như vậy là mình phải có một cái đốt lê sung để tính độ trên vận tốc, hai cái chứ, một cái ở V1, một cái ở V2. Và tiếp đó là mình phải coi cái đốt lê màu nó phải trám đều với lòng mạch. Thì nếu mà có hẹp thì nó sẽ bị khuyết. Một bạn hỏi là làm sao phân biệt được thiểu sản với hẹp nặng mạn tính khi không quan sát được gốc. Như vậy thì vấn đề là bạn phải siêu âm, bạn phải nhìn thấy được mạch máu. Chứ còn nếu mà bạn không nhìn thấy thì coi như giống như là mù sờ voi rồi. Và khi bạn thấy được thì mình nói nó thiểu sản khi cái đường kính lòng mạch nó nhỏ hơn 20 mm. Cái này nhắc lại thôi. Còn nếu mà hẹp thì trong lòng mạch nó có mảng vữa xơ, nó gây hẹp. Và cái này mình sẽ nhờ cái đốt la màu nó hỗ trợ, mình sẽ chẩn đoán được. Rồi. Một bạn hỏi là chỉ định can thiệp động mạch đốt sống khi có hẹp. Câu này rất hay. Là như vậy là cái hẹp động mạch cảnh trong á, là mình đã có cái đồng thuận 2002, và cái đồng thuận đó cái phân ngưỡng độ hẹp thì nó tương ứng với cái sự trí trên lâm sàng, tức là nội khoa cân nhắc ngoại khoa hoặc là ngoại khoa. Còn đối với động mạch đốt sống thì đúng là rất ít khi đề cập, khi mà tôi dạy chưa bao giờ tôi đề cập đến can thiệp, bởi vì thực ra tôi chỉ làm về chẩn đoán thôi. Nhưng mà khi bạn hỏi thì tôi phải cập nhật cái chuyện người ta điều trị như thế nào. Thì cái thứ nhất là bình thường cái động mạch đốt sống, nhắc lại, có đường kính từ 3 đến 5 mm. 15% người khỏe mạnh thì có một cái động mạch đốt sống nó thiểu sản. Mà thiểu sản thì theo quy ước là dưới 2 mm. Rồi, về thiểu sản thì về động mạch đó, thì người ta thấy rằng là riêng động mạch đốt sống, như vậy là thường hai động mạch đốt sống nó không có cân xứng với nhau. Động mạch đốt sống trái nó ưu thế trong 50% trường hợp và động mạch đốt sống phải nó ưu thế trong 25% trường hợp. Và 25% trường hợp là hai động mạch đốt sống nó bằng nhau. Đây là một cách tổng quan nhất về cái kích thước của động mạch đốt sống. Rồi về điều trị thì người ta cũng giống như hẹp ở động mạch cảnh trong. Một là người ta mổ cắt bỏ nội mạc, nó gọi là endarterectomy, cắt bỏ cái nội mạc. Cái này thì bên ngoại về mạch máu người ta rành, chứ tôi chỉ biết là người ta đề cập đến cái chuyện mổ cắt bỏ nội mạc. Cái thứ hai là mổ chuyển vị, cái này có chữa. Tức là ví dụ như mình biết là động mạch đốt sống với cái thân giáp cổ nó rất là gần nhau. Vậy thì một trong những cách là khi nó tắc ở gốc á, người ta sẽ lấy cái thân giáp cổ, người ta cắt cái chỗ mà nó bị tắc đi và lấy cái thân giáp cổ người ta ghép vô, nó gọi là chuyển vị. Đó là một cái kiểu. Cái thứ hai là người ta nâng mạch, tức là nó bị hẹp, người ta nâng mạch cho nó rộng ra và người ta đặt stent. Thì đó là những cái, tức là điều trị rất là kinh điển theo những cái giống như những cái trường hợp hẹp tắc khác. Một bạn hỏi là có rất là nhiều trường hợp có hẹp khít hoặc là tắc ở gốc động mạch dưới đọt nhưng hoàn toàn không có hiện tượng cướp máu trên siêu âm. Bác sĩ giải thích tại sao?
có trường hợp cướp máu và có trường hợp không cướp máu. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại cho các bạn. Như vậy thì về cái mình phải nói về cái bệnh sinh trước. Thứ nhất, động mạch dưới đòn nó hay bị ở tại gốc và khởi đầu là nó hẹp rồi đến nó tắc. Và bây giờ mình nói ngược lại về cái chuyện mà tắc, thì nếu mà nó tắc thông thường đây là tắc mãn tính, bởi vì như gặp những người lớn, tức là sau quá trình vữa xơ mạch máu vài chục năm thì nó mới từ hẹp nhẹ đến hẹp nặng rồi đến tắc. Và như vậy thì lúc đó theo cơ chế thì bắt buộc phải có hiện tượng cướp máu. Còn nếu không á, là nếu mà nó tắc đột ngột á, là coi như nó hoại tử luôn cái cánh tay đó. Còn nếu mà nó từ từ nó hẹp rồi nên tắc, thì nếu không có cướp máu có nghĩa là bạn làm sai, bạn không nhận ra, chứ không phải là nó không cướp máu. Cho nên là gì, nhắc lại như vậy, bạn chẩn đoán hẹp khít hoặc là tắc tại gốc bằng phương tiện gì? Bởi vì mình có ba phương tiện: siêu âm, CT và cộng hưởng từ đó. Về siêu âm thì cho đến bây giờ tôi chưa từng chẩn đoán được một trường hợp nào tắc tại gốc động mạch dưới đòn bằng siêu âm hết đó. Vẫn có thể đôi khi mình vẫn thấy được gốc động mạch dưới đòn, nhưng mà tôi chưa gặp trường hợp nào mà tắc tại gốc động mạch dưới đòn. Nhắc lại là động mạch dưới đòn chứ không phải động mạch đốt sống. Đó. Rồi. Về CT hoặc cộng hưởng từ thì bạn phải làm cái dynamic contrast, tức là bạn phải chích thuốc và coi từng thì một, thì động mạch làm sao rồi qua thì muộn nó làm sao. Thì lúc đó bạn mới thấy được cái hiện tượng cướp máu. Rồi. Rồi ngược lại, như vậy câu hỏi bạn liên quan đến siêu âm. Thì tôi nhắc lại là bạn không thấy được hiện tượng cướp máu có nghĩa là bạn làm sai kỹ thuật siêu âm đốt nang. Lúc đó bạn làm sai kỹ thuật cho nên bạn nhận diện sai cái hướng của dòng chảy, chứ không phải là không có hiện tượng cướp máu. Dạ. Một bạn khác hỏi, thưa thầy cho em hỏi, khi khảo sát động mạch cảnh em thấy mảng vữa xơ dày trên 1.5 mm và em cho bệnh nhân dùng statin. Đó. Và nếu bệnh nhân lớn tuổi em cho thêm nhóm chống cái tập tiểu cầu, vậy có được không, và thời gian sử dụng thuốc là bao lâu? Câu hỏi này rất là thực tế, là bởi vì như tôi thì bây giờ cũng đã già, hai cái món này là tôi đã ăn chơi đầy đủ, cho nên là nếu mà các bạn bác sĩ già già cỡ như tôi thì cũng nên là đến tuổi thì cũng phải dùng. Chứ bởi vì cái quá trình vữa xơ lão hóa là quá trình tất yếu mà tất cả chúng ta đều phải trải qua. Đến tần thì hoàng kia cũng không tìm ra thuốc trường sinh bất lão, thì bây giờ mình là dân đen, lấy gì có thuốc hả các bạn, phải dùng thôi. Rồi, bây giờ như vậy thì khuyến cáo mình nên dùng như thế nào? Bạn hỏi là 1.5, nhưng mà xin thưa là mình nên dùng statin khi cái CIMT nó lớn hơn hoặc bằng 1 mm, hoặc là lớn hơn cái bách phân vị thứ 75 theo tuổi, theo giới và chủng tộc, hoặc là khi bạn có mảng vữa xơ nó trên 1.5 mm là bạn nên dùng statin rồi. Rồi. Và ở đây tôi cũng phải mở ngoặc ra là statin loại nào tốt. Thì tôi không có quảng cáo cho cái bọn tư bản thối tha đâu, nhưng mà tôi kể câu chuyện của tôi cho các bạn nghe. Cách đây hơn 10 năm khi tôi bắt đầu dùng thuốc thì tôi dùng cái statin của Ấn Độ. Và tôi dùng đâu cỡ chừng 5 năm và nó hoàn toàn không có thèm xuống một tí mỡ máu nào hết. Mỡ máu nó vẫn cứ cao chót vót. Và đến khi mà tôi quyết định là dùng cái bảo hiểm VietnamCare, tôi xài cái Crestor, cái nhóm atorvastatin đó. Thì tôi xài Crestor là 1-2 tháng sau là nó xuống một cái y và nó giữ nguyên. Tức là nó ở cái mức độ bình thường cho đến thời điểm hiện tại. Như vậy thì khuyến cáo là bạn nên dùng statin, mà statin chất lượng tốt, chứ tôi không phải là khuyên bạn xài cái món mà tôi xài. Rồi. Cái thứ hai là nên dùng kết hợp với aspirin 81 mg ngày, nhất là khi mạng vữa xơ có ổ loét. Thì nói đến đây thì tôi lại nhớ đến thầy Phạm Vinh. Thì cách đây mười mấy năm khi mà tôi đi học siêu âm tim thì thầy Phạm Nguyễn Vinh rất là ca ngợi cái aspirin 81 mg. Khi bạn xài cái này thì máu nó chỉ loãng nhẹ thôi, và như vậy thì nó chống cái tập tiểu cầu rất là tốt. Và bản thân tôi thì cách đây sau đó thì cái huyết áp nó lên, mỡ máu nó lên, thì tôi mới xài aspirin. Thì đầu tiên thì mình xài cái, mình yêu nước, mình xài cái aspirin của Việt Nam, thì
Tôi xài được một tuần thì bắt đầu là ruột gan nó rất là nó cào cấu, bởi vì nó kích ứng niêm mạc dạ dày. Bây giờ trở ngược lại vấn đề là cái aspirin của mình nó như thế nào mà mình xài mà nó không ảnh hưởng đến dạ dày. Thì cái viên aspirin 81 này á, là nó sẽ có một cái bao phim pH 8, tức là cái môi trường kiềm. Nên khi mà vô dạ dày á, là nó không tan trong dạ dày mà xuống đến ruột non nó mới tan. Như vậy thì có nghĩa là nó phải có một cái áo giáp để vô cái môi trường axit của dạ dày, nó không bị tan ở dạ dày mà xuống ruột non nó mới tan. Rồi. Như vậy thì nói ngược lại, khi bạn uống aspirin pH 8 là bạn nên uống lúc đói chứ không phải là ăn no rồi mới uống. Không, bạn đang đói rồi bạn cứ uống vô, nó sẽ xuống đến cái tá tràng hoặc sẽ xuống đến ruột non nó mới tan. Thì lúc đó nó sẽ không có kích ứng niêm mạc. Đó. Và như vậy thì tôi nói vấn đề là đến khi đó thì khi mà tôi xài một tuần aspirin mà nó cào ruột thì tôi rất hoang mang. Và bởi vì hồi đó cách đây mười mấy năm làm lương nhà nước không có bao nhiêu tiền hết. Thì tôi nói bây giờ mà xài Plavix thì chết tiền. Thì tôi mới quyết định là chuyển qua dùng cái aspirin nhập. Nói tiếng nhập nhưng mà thực ra rất rẻ anh chị, một viên 365 viên có thời điểm hiện tại có 100 hơn 100.000 một lọ. À, thì nếu mà các bạn xài như vậy từ từ đó tới xài đến giờ là hơn chục năm rồi, không có bị cào ruột nữa. À, nếu mà bạn xài cái thuốc đó thì có một lời khuyên cho các bạn là bạn đừng có để ở ngoài mà bạn để vào ngăn mát của tủ lạnh, bởi vì trong ngăn mát thì nó sẽ không làm chảy cái bao phim đó và bạn có thể xài một lọ hết một năm. À, một năm. À, tóm lại là nếu bạn trong nhóm nguy cơ, tức là cái CMT nó lớn hơn vòng 1 hoặc là lớn hơn cái bát phân vị thứ 75 hoặc là có mảng vữa sơ, thì bạn nên dùng hai cái luôn, một là cái nhóm statin, hai là bạn dùng cái aspirin pH 8 81 mg một viên một ngày. Và nhất là khi mà bạn vãng vữa sơ mà nó có ổ loét nữa là càng phải sử dụng. Rồi. Thời gian dùng thuốc thì mình sẽ dùng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tức là đến khi chết đó các bạn. Đó, cho nên cái thuốc này á, là không có được ngưng, bởi vì rất là khổ tâm khi mà cái dân trí của bệnh nhân mình ít. Cho nên rằng là bác sĩ cứ bắt là mỗi lần tái khám là bắt rồi một bọc thuốc về uống, nó ông này ông câu bệnh hay sao mà ông cứ cho mình uống thuốc quá trời. Nhưng mà thực ra là người ta không có hiểu mình á, là nó bị rối loạn chuyển hóa rồi, thì mình phải dùng cái thuốc này để cho nó điều hòa và đến khi mình không còn sống nữa thì mình mới ngưng. À. Rồi bây giờ tôi sẽ cho những cái này thì tôi rất là cảm ơn cái chương trình này, là bởi vì có một cái chương trình mà tôi sẽ có nhiều thứ để tôi trình bày cho các anh chị, trong đó nó có những cái chuyện như thế này. Mà nói đến đây thì tôi lại nhớ đến thầy Khoáng. Thì thầy Khoáng có hay trích một cái câu của ông Platon, là một cái triết gia Hy Lạp cổ đại: người ta chỉ gặp cái người ta đi tìm và người ta chỉ đi tìm cái người ta đã biết. À, như vậy thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào? À, vào một ngày hai à, vào một ngày giữa tháng năm 2015, tôi ngồi đọc Cộng Hưởng Từ thì tôi gặp một cái trường hợp 16 tuổi, nữ nhức đầu, và bác sĩ cho làm cái cộng hưởng từ não. Thì khi làm cộng hưởng từ thì cái này là chuỗi xung thai offline, tức là mình không có chích thuốc mà nhờ cái tín hiệu dòng chảy đó mình bắn được. Thì rõ ràng là các anh chị thấy cái động mạch thân nền này nó có tín hiệu nè, và cái động mạch cảnh trong và động mạch não giữa ở bên phải thì ok. Nhưng mà các bạn coi lại cái video này thì bên trái là nó hoàn toàn mất dạng luôn, nó không có. Nhưng mà và cái này á, thì bệnh nhân có 16 tuổi thôi, chẳng lẽ mình nói là bệnh nhân bị tắc đúng không? Bởi vì cái bài hôm trước tôi có phần trình bày có một số ca tắc, đây là cái gì thế? Cái động mạch cảnh trong, đoạn trong não này ở bên phải nó có và bên trái hoàn toàn không có. Rồi. Thì tôi mới nghĩ rằng là có lẽ là nó có bất sản chăng. Thì tôi vô ông thầy lớn nhất của tất cả chúng ta là bác Google. Tôi mới hỏi bác Google ơi, tại sao mà nó không có tín hiệu như vậy? Nó có trường hợp nào bất sản hay không? Đây là mình dựng hình lên. Thì như vậy là mình không thấy động mạch cảnh trong trái đâu hết. Rồi. Bác Google
Nói như nào, bây giờ tắc hoàn toàn thì 16 tuổi mình không có nghĩ đến, vì không có yếu tố nguy cơ. Như vậy thì tôi mới gõ là bất sản động mạch cạnh trong. À, bác ơi, bất sản động mạch cạnh trong là gì? Thì trong vòng một nốt nhạc nó ra 43.400 kết quả. Đây à. Như vậy là thế giới người ta cũng có biết đến cái vụ này, tức là có cái vụ bất sản. Rồi, thế thì bây giờ ta lại có một cái phép so sánh, là bởi vì cái câu chuyện này xảy ra cách đây 6 năm rồi. Sáng nay tôi với vô Google, tôi hỏi bác Google ơi, cái bất sản động mạch cạnh trong nó như thế nào? Thì đến là ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2011, thì bác Google kỳ trước có 43.400, mà kỳ này bác Google cho 101.000 luôn, tức là nó gấp đôi cái lần trước đây luôn. Bây giờ như vậy thì càng ngày người ta càng hiểu biết về nó. Đó. Rồi, như vậy thì bất sản động mạch cạnh trong là một cái dị tật bẩm sinh hiếm gặp, tần suất khoảng chừng 1 trên 10.000. Và cái thời điểm mà tôi viết cái bài này để báo cáo đó thì nó có báo cáo trong hội nghị trong nước thôi, chứ còn tôi chưa bao giờ đăng báo nước ngoài. Thì có hơn 100 trường hợp bất sản động mạch cạnh trong được ghi nhận trong y văn. Thì cái tác giả thốt này nè, báo cáo trường hợp đầu tiên khi mổ xác vào năm 1787, tức là ổng giải phẫu tử thi và ổng thấy là có bất sản. Rồi, còn nếu mà chụp mạch máu á, thì lần đầu tiên cái tác giả Verbiest nè và mô tả vào năm 1954 thì chụp mạch máu mới có được cái ca đầu tiên. Đó, còn mới nhất là sáng nay tôi cập nhật là trong cái đăng trong tạp chí này năm 2017 thì người ta ghi nhận là có dưới 200 ca được báo cáo. Và thực ra ví dụ như cũng có những người như tôi chẳng bao giờ đăng báo nước ngoài, chẳng bao giờ làm những cái nghiên cứu khoa học ấy, tôi chỉ có học không thôi. Thành ra là những 2 ca của tôi đâu có nằm ở trong cái nhóm này đâu. Đó. Nhưng mà thế giới thì những cái ca người ta báo cáo là cho đến thời điểm hiện tại là dưới 200 ca. Rồi, bên trái mình gặp hơi nhiều hơn bên phải, tức là tỷ lệ 3 trên 1. Hai bên thì 10%, nó chiếm 10%. Và phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng, là nó nhờ tuần hoàn mạng hệ, nhưng cũng có thể xuất hiện những cái biến cố mạch não. Theo cái tác giả Tasa thì cái bất thường bẩm sinh này chia ra ba thể. Cái này nó mình phải dùng tiếng Anh thôi chứ dịch ra tiếng Việt là hơi khó. Một thể là agenesis, một thể là aplasia, mà một cái là hypoplasia. Aplasia thì thông thường mình dịch là bất sản, hypoplasia là thiểu sản. Nhưng mà còn nghe nếu vậy thì cái agenesis không? Như vậy thì theo cái hiểu biết của tôi thì cái agenesis là bất sản hoàn toàn, không có di tích phôi thai. Còn cái aplasia là ngưng phát triển với di tích là một dải xơ. Còn cái hypoplasia là thiểu sản và khẩu kính động mạch cạnh trong nó nhỏ hơn bình thường. Và tôi cũng có ý là đi tìm là ví dụ như lúc nãy mình nói động mạch đốt sống, mình biết nó thiểu sản là nhỏ hơn 2 mm, nhưng mà cái tiêu chuẩn đối với động mạch cạnh trong mà nó thiểu sản thì đến giờ tôi thấy cũng chưa có tiêu chuẩn, không thấy tài liệu nào đề cập đến thiểu sản. Đó. Như vậy thì tóm lại mình có ba khái niệm: agenesis là bất sản hoàn toàn, còn cái aplasia là ngưng phát triển và di tích là một cái dải xơ, và hypoplasia là thiểu sản. Thì bây giờ mình nói về cái phôi thai học, cái này mình nói qua cho nó biết thôi, chứ bởi vì bản thân tôi bây giờ làm hình ảnh tôi cũng không có việc gì phải nghiên cứu sâu về cái này hết á. Nhưng mà mình phải biết là nó phải có nguồn gốc của nó. Thì động mạch cạnh trong được hình thành từ cung động mạch chủ thứ ba, tức là mình có cung, đây là cung thứ ba đây, trong khi động mạch đó là cạnh trong, trong khi động mạch cạnh chung hình thành từ rễ lưng của động mạch chủ giữa cung thứ ba và thứ tư. Nhưng mà là liên quan ha, cái cung thứ ba và cái cung thứ tư này. Rồi, và cái động mạch cạnh trong nó hoàn tất quá trình hình thành vào tuần thứ sáu của thai kỳ, tức là tuần thứ tư của phôi thai, trong lúc cái kênh động mạch cảnh nó hình thành giữa tuần thứ năm và thứ sáu của phôi thai. À, và đây là một cái quá trình rất là rắc rối để nó hình thành những cái mạch máu. À, rồi, như vậy thì mình sẽ nói nó là cái hình ảnh chìa khóa để chẩn đoán là gì. Cái quan tâm của mình là về phương diện hình ảnh, đúng không? Bạn thấy đây là một cái hình cắt ngang. Nếu mà bạn làm CT về tai thì bạn sẽ hay coi cái hình này, vì đây là cái tế bào chủng nè, đúng không? Và bạn thấy ở bên này á, là cái tế bào chủng rất là phát triển, và ở bên đây thì mình thấy nó có một cái đường ống như này, và bên đây không có. Thì đó là cái gì? Đó là hình ảnh chìa khóa đó.
Cái sự hiện diện của động mạch cảnh trong là điều kiện tiên quyết để hình thành kênh động mạch cảnh, và bất sản động mạch cảnh trong đưa đến thiếu vắng cái kênh động mạch cảnh. Cái này nó gọi là carotid canal, tức là cái kênh động mạch cảnh. Trong trường hợp nó ngưng phát triển hoặc thiểu sản thì cái kích thước kênh động mạch cảnh nó sẽ giảm. Như vậy là trong trường hợp này nó bất sản hoàn toàn. Còn khi mà nó thiểu sản động mạch cảnh trong ở bên phải thì cái kênh bên phải này nó sẽ nhỏ hơn bên bên trái này. Còn như vậy là trong trường hợp này là bên bên trái bình thường và bên phải là nó không có kênh động mạch cảnh, tức là nó bất sản hoàn toàn. Còn đây là trường hợp tôi lấy hình ảnh ở trên mạng trong y văn, tức là cái gì thấy không có kênh động mạch cảnh hai bên luôn, thì đây là trường hợp là bất sản động mạch cảnh trong hai bên luôn. Rồi cái vấn đề là như phần đầu nói, tức là bệnh nhân có thể hoàn toàn không có triệu chứng, nhưng mà lưu ý là tần suất phình mạch não trong cái quần thể dân cư bình thường là khoảng chừng 3%, trong khi ở bệnh nhân bất sản động mạch cảnh trong nó lên đến khoảng chừng 30%, tức là gấp 10 lần. Như vậy thì cái quan trọng ở bệnh nhân này là mình coi chừng là bệnh nhân có phình mạch não, và nếu có phình mạch não thì bạn phải lo điều trị, chứ đừng có để ngày nào đó nó nổ một cái rầm một phát là bạn vô viện vì bất tỉnh hoặc là vì tai biến mà vì liệt nửa người thì rất là phiền, đúng không? Như vậy là cái tần suất phình mạch não ở người mà có bất sản động mạch cảnh trong gấp 10 lần bình thường. Rồi. Bệnh nhân bất sản hai bên thì nguy cơ phình mạch não rất cao, đặc biệt ở là các động mạch thông sau và động mạch thân nền. Đó, như vậy là bạn lưu ý điều này. Như vậy cái nguy cơ là vỡ phình mạch não. À. Thì bây giờ theo cái tác giả mà Lear mà chia ra thì mình sẽ có 6 kiểu quan hệ. Mình có cái tiếp A là động mạch não trước cùng bên được cấp máu bởi động mạch thông trước. Đó. Cái gì thấy rằng là bình thường cái đa giác Willis của mình như thế này. Bây giờ là cái đây là động mạch thông trước nè, nó cấp máu cho động mạch cảnh trong. Cái tiếp B là động mạch não trước và động mạch não giữa cùng bên được cấp máu bởi động mạch thông trước, tức là cái thông trước nó phụ trách. À, nó cấp máu. À, đây nè. Rồi, cái tiếp C là bất sản hai bên và bàn hệ qua động mạch thân nền, tức là hai bên động mạch cảnh trong phải, động mạch cảnh trong trái nó bất sản và từ cái động mạch thân nền nó cho cái nhánh ra. Rồi. Cái tiếp D là bàn hệ qua xoang hang. À, tiếp D này, tức là cái xoang hang là cái phần ở đáy sọ đó, thấy không? Thì các nhìn thấy bên bên này là bình thường mà bên bên phải trái bình thường, bên phải nó bất sản và qua cái xoang hang thì nó cung cấp máu. Rồi kế tiếp E là thiểu sản động mạch cảnh trong và não trước hai bên, tức là cảnh đây là não trước và cảnh trong nó thiểu sản. À, cái trường hợp này không phải bất sản, nó thiểu sản, nó nhỏ hẳn là. Rồi động mạch não giữa hai bên được cấp máu qua động mạch thông sau hai bên, tức là từ cái động mạch thông sau này cấp máu. Rồi tiếp đến là tiếp F là động mạch não giữa được cấp máu qua cái nhánh hàm trong và động mạch cảnh ngoài, được gọi là red mirable, tức là cái mạng lưới kỳ diệu. À, đó là một cái phức hợp động và tĩnh mạch nằm rất là gần nhau, tức là cái này nó giống như một cái miếng mút, nó hút máu nó đều qua. Bây giờ như vậy đó là cái tiếp F. Dạ. Nhưng mà cái tài liệu mới nhất đây thì người ta đề cập đến một cái tiếp nữa, còn cái thể nữa gọi là tồn tại cái trigeminal. Cái này tôi không biết dịch ra tiếng Việt, tồn tại cái động mạch này. Thì mình sẽ thấy cái hình vẽ này, từ cái động mạch thân nền nó có một cái nhánh, nó cấp máu cho cái động mạch cảnh trong. Đó. Thì cái này á là nó giống như cái tiếp này nè các anh chị. Nó giống như cái tiếp này nè, cái tiếp C này. Đó. Bên đây thay vì nó có hai nhánh thì bên này nó chỉ có một nhánh thôi. Đó. Rồi. Bây giờ mình trở lại cái bệnh nhân này thì rõ ràng là bạn thấy rằng là bên này nó trống trơn nè, thấy chưa? Bên này nó có. Đó. Rõ ràng là bây giờ nếu mà không có ông thầy Google thì mình cũng chịu chết, mình cũng không biết được. Thì cái này á là mình cho nó tương ứng với cái tiếp A. Tức là nó bất sản ở cái bên ở bên trái, và như vậy thì cái này cái hình này mình xoay ngược lại là cái hình này bên phải, đúng không? Và như vậy thì từ cái động mạch thông trước này cấp máu cho cái động mạch não giữa.
Nhưng mà kỳ sau tôi sẽ lật ngược cái hình này lại cho nó tương ứng với hình này. Đó. Và như vậy thì trên CTA thì mình thấy đây là tĩnh mạch cảnh tĩnh mạch cổ trong nè, đây là động mạch cảnh trung nó lên, động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài ở bên phải, và cái bên trái là nó là một cái đường thẳng đột luôn. Thấy gì không? Và nó cấp máu cho cái vùng hàm mặt đây. Đó, thấy chưa? Đó là động mạch từ cảnh trong nó lên cảnh ngoài và cấp máu cho vùng hàm mặt. Rồi. Và cái hình ảnh chìa khóa của bệnh nhân này là gì? Tức là khi mình làm CT thì mình thấy rõ ràng là cái kênh bên phải nó ok, mà không có cái kênh động mạch cảnh trong bên trái. Nên là bệnh nhân này mình có cái hình, đây là hình cộng hưởng từ. Hình cộng hưởng từ mình thấy là có dòng chảy ở trong cảnh trong bên phải, không có bên trái. Nên CT thì mình thấy nè, nó không có cái kênh động mạch cảnh, đúng không? Đó. Để và khi mà mình chích thuốc mình coi cái thì mà CT có chích thuốc đó, thì máu nó trám ở trong lòng cái động mạch cảnh trong bên phải nè, còn bên trái nó không có. Đó là cái ca đầu tiên. Và cái ca thứ hai là khi mà tôi về Cần Thơ tôi dạy về siêu âm mạch máu tại một cái workshop, cái này tổ chức vào 12 tháng 9 năm 15. Không hiểu cái này nó rất là hiếm gặp, không hiểu trong một năm tôi lại gặp hai ca nó gần nhau. Thì bệnh nhân này là một bệnh nhân nam 32 tuổi, và cái này tôi làm cái động mạch cảnh bên trái và cái lát cắt theo trục dọc, cắt ngang như này. Thì vấn đề là đây là cái tĩnh mạch cổ trong, vậy thì hai cái cấu trúc này là nó là cái gì? Tôi không thấy động mạch cảnh trong trái đâu hết. Bình thường á là cái động mạch cảnh trong trái nó nằm vị trí nào? À, và có lẽ cái này là một cái cấu trúc mạch máu nào đó, và tôi mới bắt đầu. Như vậy là đây là lát cắt ngang, thì luôn luôn tôi lấy lát cắt ngang là cái hình ảnh gọi là hướng đạo, và trên lát cắt dọc, lát cắt dọc rồi qua cái mạch máu lớn này nè, nó là cái gì? Thì tôi thấy là cái trở kháng nó cao, tức là trên 0.7. À, tôi để chấm hỏi nè. Thì như vậy thì cái này tôi phải nghĩ nó là động mạch cảnh ngoài. Đó, và cái mạch máu nhỏ ngay bên cạnh mà lẽ ra động mạch cảnh trong đó thì trở kháng cũng cao. Đó, trên 0.7 mà cũng chưa biết nó là mạch máu gì hết. Thì tôi với quyết định là gõ cái vùng thái dương, thì cả cái cảnh ngoài này nó có phổ răng cưa, như vậy nó là cảnh ngoài. Và cái nhánh nhỏ này nó cũng có phổ răng cưa, như vậy là cái nhánh này cũng được cấp máu từ cảnh ngoài. Như vậy cả hai cái này xuất phát từ động mạch cảnh ngoài hết. Và như vậy có nghĩa là không thấy động mạch cảnh trong đâu hết. Đó. Và do không thấy động mạch cảnh trong mà hai nhánh này đều là của từ cảnh ngoài hết, cho nên tôi mới cho làm CT. Thì đầu tiên này mình làm cái cộng hưởng từ, cái này không có chích thuốc, mình làm cộng hưởng từ mình thấy nó y chang như trường hợp vừa rồi. Có nhìn không? Nó đây là động mạch cảnh trong bên trái và đây là cái nhánh thông đó, cái nhánh từ cái động mạch thông thông sau này nó lên này, để nó nuôi cái đó. Mai mốt cái hình này tôi cũng sẽ lật ngược lại ha, tức là mình bị bất sản ở bên phía bên trái đó. Và mình làm cái đó, sau khi mình chích thuốc tương phản thì mình dựng hình. Cái gì thấy đây là cái bên hệ bên phải, cạnh chung, cạnh trong, cạnh ngoài, động mạch đốt sống ok hết. Ở bên trái thì động mạch đốt sống rất là tốt. Đó, và cái nhà này thì nó tương ứng đây là cạnh chung nè. Thì cái này á, là cái động mạch cạnh ngoài nè, còn cái nhánh này là động mạch chậm. Cái động mạch chậm là cái nhánh nó xuất phát từ động mạch cạnh ngoài nó lên, và hoàn toàn không thấy động mạch cạnh trong đâu hết. Đó, và mình cho làm CT. À, thì CT là cái hình ảnh chìa khóa đó, mình cắt ngang cái nền sọ, mình thấy đây là kênh động mạch cảnh bên phải và bên trái nó cũng không có cái kênh động mạch cảnh. Như vậy đây là trường hợp bất sản hoàn toàn động mạch cảnh trong bên trái. Và cái quan trọng là trên cái hình lúc nãy mình không có thấy phình mạch não cả hai trường hợp này. Cái quan trọng là phải coi có phình mạch não hay không. Cái vấn đề mình phải phân biệt là tắc động mạch cảnh trong thì rõ ràng là nó một cái hình ảnh khác hoàn toàn. Cái này mình xác định được động mạch cảnh trong và tắc ở trên trắng đen, trên màu và sụp. Và cái này trên CT thì rõ ràng dựng hình lại nó tắc, nhưng mà đây cái hình ảnh chìa khóa nè. Cái gì thấy rằng là cái kênh bên này nó thông thương nè, động mạch cảnh, đây là cái kênh động mạch cảnh trong bên phải và đây kênh động mạch cảnh trong bên trái.
Động mạch cạnh trong bên phải nó trám thuốc tương phản rất tốt, còn bên này nó tắc hoàn toàn cho nên không có thuốc. Như vậy là đây là cái lệnh chìa khóa, bạn cứ cắt ngay này sao? Bạn thấy rằng là bên nào nó có kênh động mạch cảnh, tức là nó có động mạch cảnh, còn bên còn lại không có kênh, tức là nó không có kênh động mạch cảnh. Còn nếu bạn dùng thuốc tương phản vô thì nếu không có trám thuốc thì nó là tắc. Rồi. Như vậy bất sản động mạch cảnh trong là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, mà y văn ghi nhận là đã có những hợp chẩn đoán lầm là bệnh lý bẩm sinh này với tắc động mạch cạnh trong đó. Và bởi vì người ta đã chẩn đoán lầm rồi cho nên tôi biết phải đưa ra một cái lệnh phân biệt giữa cái bất sản và cái tắc cho mình xem. Thì cái CT với lá cắt ngang nền sọ qua kênh động mạch cảnh là cái lệnh chìa khóa giúp cho mình chẩn đoán. Với bất sản động mạch cạnh trong thì mình phải đi tìm cái phình mạch não, cái này là quan trọng nhất nè, với cái tần suất nó 10 lần so với người bình thường, đúng không? Như vậy thì tóm lại cái bài này là gì? Nhiều khi người ta bị bất sản động mạch cảnh đó, nhưng mà động mạch cảnh trong đó, nhưng mà hoàn toàn không có triệu chứng. Nhưng mà nếu mình chẩn đoán được bất sản động mạch cảnh thì mình cho nên cho làm cộng hưởng từ để coi nó có phình mạch não hay không. Bởi vì nếu cái tần suất nó gấp 10 lần bình thường, nếu có phình mạch não là bệnh nhân phải được điều trị trước khi tai biến nó xảy ra. Rồi. Tôi nghĩ rằng là nó là một cái bài cũng khá là có ích cho một số các anh chị làm. Bây giờ thì tôi mới bàn đến cái chuyện bếp núc, là bởi vì anh em mình phải trực tiếp làm siêu âm, bởi vì tôi sẽ có một số cái cầm bẫy và cái giải pháp khắc phục. Tôi không nhớ cái bài vừa rồi là tôi trình bày cho một cái hội nghị của hội điện quang và y học lạc nhân, cái bài này cũng như vậy, cũng trong một cái hội nghị của họ mà tôi không nhớ năm nào. Cái mục tiêu á, nó là cái siêu âm lớp le động mạch cảnh, nó là một cái khám nghiệm rất là thường làm, nhưng mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái người làm siêu âm đó, cho nên rằng là cái bài này nó là một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Thực ra thì nói như nhiều người nói là dạy cái bài này là dạy, là bởi vì thực ra bài này mình đừng có dạy để anh em gửi gửi bệnh nhân đến cho mình làm để cho có tiền, đúng không? Đó, nhưng mà thôi thì tôi muốn là anh em phải làm được, cho nên tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em. Chẩn đoán là tắc mạch trong khi mạch máu chỉ hẹp nặng. Bởi vì nếu mà tắc mạch thì mình không còn chỉ định mổ nữa, còn hẹp nặng ấy thì có khi mình còn chỉ định mổ, cho nên phải chẩn đoán tốt giữa hai cái hình ảnh này. Ở đây là một cái trường hợp mà mình thấy rằng là trong lại các bài là nhiều khi mình đã gặp những cái trường hợp này rồi, cái bài này nó tổng kết lại. Mình thấy rằng là trắng đen thì mình cảm giác là cái mạch máu này nó gần như nó tắc, cái động mạch cảnh trong, cảnh ngoài thì nó có tín hiệu dòng chảy đó. Nhưng mà tôi nhắc lại các bạn, để cái thang tốc độ màu này nó cao quá, tôi nhắc lại khi nó hẹp nặng thì mình phải giảm thang tốc độ màu lại để nhận biết cái chỗ hẹp nặng hoặc là tắc. Cho nên là từ 60 cm trên giây tôi giảm xuống 15 cm trên giây thì lúc đó nó còn tín hiệu dòng chảy đây. Đó. Và cái tín hiệu này thì tôi cho đốp le sung vô thì cái trở kháng rất là cao. Điều đó có nghĩa là nó đã hẹp nặng ở tại cái vị trí đoạn gần của mạch cảnh trong, và mình tiên đoán luôn là nó tắc ở cái đoạn trong não, tức là cái đoạn hạ lưu của nó là động mạch cảnh trong này nó tắc. Rồi. Như vậy thì cái chìa khóa vấn đề là khi mà gặp mạch máu nó hẹp nặng thì mình phải giảm thang tốc độ màu xuống thật thấp. Đối với hệ cảnh thì nó nhỏ hơn hoặc bằng 15 cm trên giây thì lúc đó mình sẽ bắt được cái tín hiệu của dòng chảy. Lý do là gì? Cái gì thấy rằng là đây là cái độ hẹp 20, 30, 60 đến 80, từ cái độ hẹp càng gia tăng thì cái vận tốc nó càng gia tăng. Nhưng mà nó tăng đến hẹp quá 80 thì bắt đầu là nó sẽ vận tốc nó sẽ rơi xuống tự do, bởi vì khi cái dòng chảy qua chỗ hẹp nó mất năng lượng cho nên sau đó nó hết sức nó chảy rồi, đúng không? Thì cái vận tốc nó sẽ không có gia tăng được nữa. Thì nó sẽ có cái đoạn nó rơi xuống gần như bình thường và sau đó nó sẽ xuống thấp luôn khi nó gần tắc, và cuối cùng là không có dòng chảy luôn. Cho nên mình phải để cái thang nó thấp để nhận biết được cái dòng chảy vận tốc thấp. Rồi, cái cầm bẫy thứ hai là mình chẩn đoán tắc hoặc là hẹp trong khi mạch máu hoàn toàn bình thường. Cái này mình khi mạch máu nó nằm hơi sâu và mình dùng cái đầu dò 12 MHz, tức là tần số cao, là có thể bị cái bẫy này.
mình có thể gặp với động mạch cảnh trong và nhất là động mạch đốt sống rất là hay bị khi cái mạch máu nằm sâu. Đó. Bây giờ mình có cái hình ảnh này, anh chị thấy rằng là cái tín hiệu màu nó rất là kém khi mạch máu nó nằm sâu. Thì một trong những cách tôi làm á, là cái gì thấy để ý nha, nếu mà tôi để cái góc đốt lan này nó nhỏ thì tín hiệu màu kém, nhưng mà khi mà tôi cho nó vuông góc, tức là nó gần như là 90 độ nhưng mà không bằng 90 độ, thì tín hiệu màu tốt hơn. Đó, đó là một cái mẹo để làm, bởi vì khi cái góc đốt lan nó lớn á, thì nó nhận diện dòng chảy tốt hơn. Rồi. Cái nhược điểm của đầu dò linear đó là cái đốt lan màu nó kém nhạy khi cái cấu trúc nó mạch máu nó nằm sâu. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh hộp màu sao cho cái góc đốt lan nó lớn hơn nhưng mà không bằng 90 độ. Thì do cái góc đốt lan lớn hơn thì vận tốc trung bình dòng chảy máy nó cảm nhận sẽ cao hơn và màu nó sẽ nhạy hơn. Rồi. Bây giờ mình có tiếp một cái âm bậy nữa. Các anh chị thấy rằng là đây là động mạch cảnh trong và đây là cái độ sâu khoảng chừng 2 cm, mình không có thấy tín hiệu. Cái dòng chảy cảnh ngoài rất đẹp mà cảnh trong đến đây nó ngừng. Vậy thì có tắc mạch hay không? Thì bạn xem, tôi thay đổi hướng tiếp cận. Tôi thay vì cái hướng trước thì tôi qua hướng bên, hướng sau, posterior. Thì tiếp cận theo hướng bên thì lúc này cái mạch máu này nó nằm chỉ có 1.5 cm độ sâu thôi so với cái mạch da. Thì lúc đó tín hiệu nó rất là tốt. Rồi. Như vậy thì một trong những cách là mình sẽ đổi hướng tiếp cận sao cho mạch máu nó càng nông thì tín hiệu màu nó càng nhạy. Như vậy là nhược điểm của đầu dò linear là cái đốt lan màu nó kém nhạy khi những cái cấu trúc mạch máu nó nằm sâu. Đúng không? Bây giờ mình sẽ thay đổi hướng tiếp cận sao cho nó nằm nông hơn. Nó nông hơn thì nó nhạy màu hơn. Đó, mình có đây, mình có ví dụ. Cái mạch máu này nó nằm ở độ sâu 2 cm và đến đây nó không có tín hiệu màu, đúng không? Thì lúc này thì tôi không chuyển hướng mà tôi chuyển qua, tôi xài đốt lan sung. Thì cái chỗ mà không có tín hiệu màu thì cái sung nó vẫn có tín hiệu sung, đốt lan sung rất tốt, đúng không? Thì cái điều đó, đó. Và đây là một trường hợp khác, làm cái động mạch đốt sống 1, 2, 3, cái đốt sống này khoảng chừng gần 3 cm độ sâu. Và cái thang tốc độ màu tôi giảm xuống chỉ còn 7 cm trên giây thôi, nhưng mà vẫn không có tín hiệu màu. Tôi thấy chủ yếu là cái sào ảnh do chuyển động là chủ yếu có màu xanh này, mà có thể có một tí màu, cái màu đỏ này. Đó, thôi, như vậy là mình đâu có dám nói nó tắt hay không. Nhìn trên trắng đen này cũng đâu dám nói tắt hay còn. Nhắc lại nha, về giải phẫu nha, đây là máu ngang thân sống, đây là động mạch đốt sống, đây là tĩnh mạch đốt sống, và cái phẫu thuật này không có tín hiệu màu trong cả động mạch và tĩnh mạch luôn. Vậy thì tôi làm sao? Tôi cho đốt lan sung vô, thì cái đốt lan sung tín hiệu rất là tốt, mạch máu fit bình thường, N bình thường, RI bình thường luôn, thấy chưa? Rồi hồi đó tôi bắt đầu là đo về cái tuần hoàn ở sau, nhưng mà đây là một cái đo sai nha các bạn. Đo sai là bởi vì cái cửa sổ đốt lan này không mở bao trùm hết lòng mạch, à, như vậy nó cũng ra con số nhưng mà cái này không chính xác. Rồi. Như vậy thì đốt lan màu nó nhận biết được cái vận tốc trung bình của dòng chảy, nó mang tính định tính, trong khi đốt lan sung nó nhận biết vận tốc tuyệt đối và nó mang tính định lượng. Thì cái kỹ thuật đốt lan thì cho thấy là cái đốt lan sung nó nhạy hơn đốt lan màu, cho nên nếu mà khi nào mà không có tín hiệu màu thì các bạn bình tĩnh cho sung vô thì lúc đó nó sẽ tốt hơn. Đây là một trường hợp. Các nhìn thấy mạch máu động mạch đốt sống này nó nằm ở độ sâu đến 4 cm, tức là sâu hơn cái ca vừa rồi, và thang tốc độ màu giảm xuống còn 1 cm trên giây, tức là thấp nhất luôn rồi. Thì lúc này chỉ thấy cái sào ảnh do chuyển động thôi, không có tín hiệu màu. Và với cái độ sâu này thì đâu có dám nói là động mạch đốt sống này nó tắt hay không. Nhắc lại nha, đây là động mạch đốt sống, tĩnh mạch đốt sống là chút xíu cái trời này. Dạ. Theo cái bài mà tôi trình bày cho các anh chị đó là lúc nãy đó, thì bây giờ mình cho đốt lan sung vô, thầy nói đốt lan sung nó nhạy hơn, cho đốt lan sung vô vẫn không có tín hiệu đốt lan sung. Vậy thì ta kết luận sao? Tắc mạch. Các bạn mới đồng ý với tôi là giờ kết luận nó tắc mạch không? Dạ xin thưa, nó không tắc mạch.
Các bạn bình tĩnh ngồi coi tiếp nha. Tôi chuyển qua cái đầu dò convex. Đầu dò convex này thì tần số cao nhất nó là 5 MHz. Tôi đưa lên tần số 5 MHz, tôi chỉnh nông nhất có thể. Thì tôi thấy đây là động mạch cảnh trung bên trái nè, và đây là động mạch đốt sống nè. Đó, và tôi cho cái đốt lê sung vô thì bắt được phổ động mạch đốt sống systolic, and diastolic và RI hoàn toàn nằm trong giới hạn bình thường. Rồi, như vậy thì rồi một cái ca khác. Các anh nhìn thấy khi mình làm thực tế nó nhiều ca nó khó lắm chứ nó không đơn giản. Đây là cảnh trung và cảnh trong nó nằm rất sâu ở dưới này. Thấy chưa? Đây là 2 cm này, nằm 3 cm. Hoàn toàn không có tín hiệu. Rồi ông thầy ông nói như vậy là nhiều khả năng là do nó nằm sâu quá nó không có tín hiệu thôi. Bình tĩnh cho rốt le sung vô có tín hiệu. Mà X và N nằm trong giới hạn bình thường, chỉ có là cái RI nó hơi cạn. Thế thì cứ bình tĩnh. Bây giờ cái bài mà thầy dạy là bây giờ mình dùng đầu dò linear, đầu dò convex. Đầu dò convex thì cái nhị thấy dòng chảy rất là tốt mặc dù có mạng bơ sơ đấy. Rồi, mình cho đốm le sung vô cũng có đàng hoàng. Thấy chưa? Như vậy mình khẳng định là nó có mạng bơ sơ và chỉ gây hẹp nhẹ chứ không ảnh hưởng đến mức độc. Dạ. Giờ như vậy thì với cái đầu dò linear thì mình xài cái mode 2D thì thường 12 MHz. Thì với cái độ sâu từ 3 cm trở đi thì mình hầu như mình không bắt được tín hiệu màu cũng như sụp. Đó. Thì như vậy thì mình chuyển qua đầu dò convex. Thì mình nên nhớ là khi mà đầu dò linear đó thì cái phần mà bài nguyên lý tôi đã nhắc các bạn rồi. Tức là mỗi mode thì nó hoạt động với tần số khác nhau. Ví dụ như đầu dò linear nó 12 MHz là cho 2D thôi, cho trắng đen thôi. Còn màu á, là nó hoạt động với tần số 5 MHz, còn sung á, là cũng 5 MHz. Còn cái đầu dò convex tôi xài á, là trung bình là 4 MHz cho 2D. Thì cái màu á, khi mình xài màu thì nó chỉ có 3.1 MHz và sung á, là 2.5 MHz. Và cái này nó cũng chính là yếu tố này, nó là cái sung nó nhạy hơn này. Rồi cái sung này 2.5 MHz là nó nhạy hơn cái màu này. Rồi, như vậy là cái tần số đầu dò trong các mode của đầu dò convex nó thấp hơn cái đầu dò linear cho nên nó nhạy hơn. Như vậy thì cái câu kết luận ra là gì? Khi mạch máu nó nằm sâu mà mình không lấy được tín hiệu đốt lên màu và sung trên đầu dò linear thì cái việc chuyển sang đầu dò convex là cần thiết. À, bởi vì nó có một cái dở của anh em mình á, là ví dụ như tôi nói với anh chị á, khi mình tiếp cận mạch máu á, là mình cứ để một hướng mình tiếp cận à. Thì trong bài tôi hướng dẫn nếu mà mạch máu nằm sâu thì bạn thay vì tiếp cận hướng trước hướng bên thì bạn ra hướng sau, có khi là bạn thành công, mạch máu nó nằm hơn. Cái thứ hai nữa cũng giống như làm siêu âm ruột thừa, nếu bạn không nghĩ đến viêm ruột thừa, bạn chỉ dùng đầu dò convex không thì bạn sẽ bỏ sót. Bạn phải nghĩ đến ruột thừa và chuyển qua đầu dò linear thì bạn mới chẩn đoán viêm ruột thừa. Vì trong cái mạch máu này cũng vậy, thông thường là mình dùng đầu dò linear mà bạn không bao giờ nghĩ đến là mình sử dụng convex thì không bao giờ bạn chuyển qua xài convex. Cho nên sau cái bài này thì khi cần thiết thì bạn nên nhớ là nên di chuyển sang đầu dò convex khi cần. Đó nó sẽ giúp mình trong chuyển đoán. Như vậy thì tóm tắt về giải pháp 2 là gì? Khi mạch máu nó nằm sâu, không có tín hiệu đốt le màu thì mình có thể lầm là tắc mạch. Thì giải pháp thứ nhất là mình chỉnh hộp màu sao cho góc đốt le nó lớn hơn nhưng mà không bằng 90 độ. Bởi vì mình nhớ là nguyên lý đốt le 90 độ là không có tín hiệu. Cho nên là nó đừng 90 độ nhưng mà góc đốt le lớn thì nó nhạy màu hơn. Thứ hai là mình đổi hướng tiếp cận sao cho mạch máu nó nằm nông hơn. Có hình minh họa cho các bạn rồi, cái này tôi tóm tắt lại thôi. Cái thứ ba là không có tín hiệu màu thì chuyển sang dùng đốt le sung. À. Và cái thứ tư là không có màu và sung thì mình chuyển sang đầu dò convex. Và mình lại tiếp tục dùng màu và sung thì nó sẽ hầu hết trường hợp là mình chẩn đoán được. Rồi mình có một trường hợp như vậy là động mạch đốt sống nó nằm ở độ sâu 3 cm. Cái này mà nói trên trắng đen là tắc hay không tắc là không ai dám nói, bởi vì cái gì đấy nó đâu phải đen thui đâu, đúng không? Nó có hồi âm này, thành ra không dám nói tắc hay không. Mình cho màu vô 1 cm, 2 cm, không có tín hiệu màu luôn. Cái này là sao ảnh cho chuyển động. Rồi bây giờ mình làm sao? Mình cho sung vô rất là nhạy các anh chị. Thấy chưa? Sung vô là có tín hiệu nhưng rất là
mình thấy rằng là cái phổ của nó lại có dương, có âm lại có dương. Bây giờ rồi sau khi cho bệnh nhân co bóp bàn tay thì cái phổ nó một phía hoàn toàn. Rồi bạn nào nhớ được bệnh nhân này bị cái gì? Cái bài này mình học rồi đó, bệnh nhân này bị hội chứng ướt máu của động mạch dưới đỏ, đúng không? Rồi bây giờ mình cho bệnh nhân chuyển qua cái đầu dò. Nhớ nha, đây là đầu dò linear, mình chuyển sang convex để dòng chảy rất là ok. Và cái dòng chảy đây là dòng chảy đi ngược này các bạn, tức là nó chảy từ não về thân đó, và cho cái lớp này sung vô đó. Và như vậy thì nhớ là lúc nãy có một bạn hỏi về hội chứng cướp máu của động mạch dưới đỏ, nhớ là bạn phải dùng đúng kỹ thuật thì mới chẩn đoán được. Nhưng mà đây là một cái hình tầm bậy, là bởi vì một cái bạn làm siêu âm mạch máu mà dùng cái đầu dò convex để làm đó, và đưa cái hình này lên thì tôi khuyên các bạn, bạn làm siêu âm mạch máu thường quy là bạn phải dùng đầu dò linear chứ không được dùng đầu dò convex. Bạn chỉ dùng đầu dò convex khi cần thiết thôi, tức là để coi về cái dòng chảy thôi, chứ bạn mà dùng thường quy bằng cái đầu dò linear này coi như là theo tôi là bạn mất dạy, đúng không? Bạn không được dạy nên không được dùng cái đầu dò convex để trả lời một kết quả như thế này. Rồi bây giờ tôi đề cập đến các cặp bẫy và giải pháp thứ ba. Để chẩn đoán mạch máu bị tắc hoàn toàn thì mình phải giảm than tốc độ màu xuống thật thấp, thì lúc này sẽ xuất hiện cái hành giả do chuyển động, nó gọi là plus artifact. Bởi vì mình thấy là màu nó, mình nhận biết được là màu cả trong và ngoài động mạch, không? Ví dụ như đây là một trường hợp nó tắc động mạch cảnh trong mà mình để cái than tốc độ màu cao quá thì mình thấy rằng là nó không có tín hiệu, thì các bài thì mình phải giảm thân tốc màu màu xuống mới chẩn đoán được. Mà giảm xuống 10 cm trên giây thì nó lại xuất hiện sò ảnh cho chuyển động. Vậy thì giải pháp như thế nào? Bạn chuyển sang dùng đốp le năng lượng. Và nếu mà có đốp le năng lượng có định hướng thì càng tốt. Thì đây là đốp le màu và đây đốp le năng lượng có định hướng. Thì lúc này thì nó sẽ nhận biết dòng chảy rất là tốt và nó mất cái sò ảnh cho chuyển động. Nhắc lại các bạn nha, bạn nếu mà mình để thân tốc độ màu thấp thì bạn dùng cái đốp le năng lượng nó sẽ nhạy, nó sẽ bớt cái sò ảnh cho chuyển động. Và đó, và cái gì thấy nhớ là phải giảm cái PRF xuống. Như vậy thì nhược điểm của đốp le màu là khi mình giảm thân tốc độ màu xuống thì dễ bị cái sò ảnh cho chuyển động. Thì lúc đó mình chuyển sang cái đốp le năng lượng, và nếu có đốp le năng lượng có định hướng thì mình xài nó sẽ đẹp hơn. Rồi bây giờ qua cái cặp bẫy thứ tư, động mạch nó bị tắc hoàn toàn mà mình vẫn thấy phổ đốp le sung. Như vậy thì mình có hình ảnh gì? Ví dụ như đây là cái ca vừa rồi, mình thấy là nó tắc, rồi cái mình cho đốp le sung vô thì nó lại có tín hiệu. Thì cái này trong cái bài đốp le động mạch cảnh tôi có dạy rồi, nhưng mà cái bài này nó tổng kết lại thì cái phổ này là cái phổ của tĩnh mạch cổ trong nó nhiễu lên, đúng không? Còn thực tế cái ca này mình chụp ra là cái hệ cảnh bên phải thì bình thường, mà bên trái nó tắc tại gốc đây, tức là chắc chắn là nó tắc rồi, nhưng nó vẫn có phổ là bởi vì nó nhiễu cái tín hiệu của tĩnh mạch cổ trong vô. Như vậy thì khi mà cái chùm tia nó đi xuyên qua hai cái mạch máu mà mình để cái cửa sổ mạch máu nằm sâu hơn thì có khi cái mạch máu nông hơn nó sẽ ảnh hưởng, nó nhiễu phổ. Thì cái này mình nhận biết để đừng có lầm lẫn khi mình đọc kết quả thôi. Rồi cái cặp bẫy thứ năm là gì? Mà cái mạng sữa vừa sau vôi hóa thành gần nó tạo có bóng lưng và không có cho tín hiệu. Thế bây giờ mình có cái mạng vừa sơ này và cái chỗ này nó hoàn toàn không có tín hiệu. Thì tôi nhắc các bạn rồi, cái mạng vừa sơ thường nó không bao giờ bao quanh tròn hết, tròn trịa, bao quanh kín hết cái lòng mạch hết, mà nó sẽ có cái khoảng hở. Bạn coi cái khoảng nào mà nó không có vôi thì bạn cho cái đầu dò vô. Tức có nghĩa là bạn tiếp cận đối với động mạch cảnh, bạn tiếp cận từ hướng trước, hướng bên và hướng sau. Thì hướng trước thì nó vôi như thế này thì bạn chuyển qua hướng bên hoặc hướng sau. Bây giờ bạn thay đổi hướng tiếp cận thì lúc này mình thấy trọn vẹn cái đường đi của cái dòng chảy và nó bị hẹp. Thì sau khi bạn bộc lộ ra thì bạn cho đốp le sung vô,
chẩn đoán. Dạ. Như vậy là nhược điểm của siêu âm của mình là khi gặp vôi thì cả trắng đen, cả màu đều, cả sung đều thua hết. Cho nên là mình phải chuyển hướng tiếp cận sao cho qua cái chùm tia nó đi qua cái chỗ không có vôi, thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán được. Rồi bây giờ cạm bẫy thứ 6, bóc tách động mạch. Có nhiều bạn hoảng hồn, ô tự nhiên bệnh nhân đi khám bệnh kiểm tra rồi chẩn đoán người ta bóc tách động mạch cảnh, à coi chừng, bởi vì cái này thực tế là gặp rồi đó. Làm cái siêu âm mình thấy tự nhiên cái này nó có một cái dải gì phức phơ giống như bóc tách động mạch cảnh, à thì đây là một cái sào ảnh. À, cái sào ảnh này là do trùng tia nó dội nhiều lần. Thì cái cách làm á là bạn cứ bình tĩnh, trắng đen bạn thấy nó giống như cái bóc tách thì bạn cho màu vô, rồi màu mà nó trám đều như này, nó không còn cái mảng phức phơ này thì chắc chắn là không bị. Cái thứ hai là bạn cho đúng lai sung vô, và cái sung này nó bao trùm cả cái chỗ mà lòng thật và lòng giả tưởng tượng luôn đi, thì nó là một cái phổ thuần nhất, như vậy cái này chắc chắn không phải là bóc tách đó. Cái sào ảnh này là một cái sào ảnh dội, nó lấy cái thành này nè, nó dội xuống và nó cho ra cái đường như thế này. Rồi đây là một cái trường hợp khác mà mình cũng tưởng tượng là nó có bóc tách ngay cái vị trí này đó, thì mình cứ bình tĩnh mình cho vô. Thì đây là gốc cho nên cái dòng chuỗi cuộn xoáy đây là bình thường, sao bạn bình tĩnh bạn cho cái này là bi flow, cảm giác như nó cũng có cái chỗ bóc tách đây đúng không đó, nhưng đây là một cái chỗ mà bình thường nó phình lên và nó có cái dòng cuộn ngược lại, không phải là bóc tách, bạn phải cẩn thận. Dạ như vậy thì đây là một cái chỗ đảo dòng bình thường chứ không phải là mạch máu nó bị bóc tách. Đó. Như vậy thì cái sò ảnh này đôi khi mình gặp khi mình làm đốt lai động mạch cảnh, thì như vậy là mình phải kết hợp cả trắng, nếu mình thấy trên trắng đen thì mình phải dùng màu và sung chẩn đoán, và hết sức cảnh giác là ngay tại gốc của động mạch cảnh trong thì nó sẽ có cái dòng cuộn ngược lại, và bạn đừng có chẩn đoán lầm đó là bóc tách. Rồi giải pháp bảy, cầm bảy và giải pháp 7. Khi cái lòng mạch hoàn toàn không đơn phá, mình thường chủ quan cho rằng là không có tình trạng bệnh lý, tức là có dòng chảy là ok rồi, cho nên nếu mình không để ý thì khi có dòng chảy ngược mình không có biết. Cho nên khi nhìn là nên nhớ cái vai trò quan trọng của đốt lai màu là nó định hướng dòng chảy, và để định hướng dòng chảy là bạn đừng có làm ngược, đừng làm sai. Nó cái gì thấy động mạch cảnh trong phải, động mạch đốt sống phải màu trắng đều, động mạch đốt sống trái màu trắng đều, bạn nói ok bình thường hết, bạn coi chừng lập to. Bây giờ rồi bạn cho cái đốt lai sung vô đó, thì bạn thấy đây là cái dòng chảy hướng não, và cái đơn đây là dòng chảy hướng về thân, như vậy là nó bị đảo dòng ở động mạch đốt sống bên trái, tức là bị hội chứng cướp máu của động mạch dưới đòn bên trái. À, hết sức lưu ý về cái hướng của dòng chảy đó. Một cái nữa là bạn cho bạn là biết ngay là nó bị đảo dòng là gì, bạn nhìn đây là tín hiệu của động mạch và đây là tín hiệu của tĩnh mạch, động mạch đốt sống và tĩnh mạch đốt sống, hai cái thằng này mới chạy cùng hướng với nhau, tức là cái thằng động mạch này nó đi ngược dòng đó, nó chạy theo cái hướng của tĩnh mạch đốt sống, thấy không? Thì biết ngay nó là bị đảo dòng đó. Đây là trường hợp nó tắc trong stent. Nhắc lại những người mà đã dùng stent, dù có phụ thuốc hay không phụ thuốc, bắt buộc bạn phải dùng cái kháng đông, mà cái mà hay xài nhất là cái nhóm aspirin hoặc là Plavix. Thì cái như thế đó, bởi vì nó bị sau khi đặt stent xong thì nó là dị vật mà, thì đây là trường hợp nó tắc lại trong stent. Đây là cái CT không có thuốc, và cái này sau khi có thuốc rồi mình thấy đây là nó đi ngược dòng của động mạch đốt sống, thì nó có máu ra cái động mạch dưới đó đó. Và cái gì thấy mình nhìn trên màu á, nếu mình để ý là mình biết có hình đường cấp máu, bởi vì mình thấy cái động mạch đốt sống này là lúc xanh lúc đỏ, tức có nghĩa là lúc dòng chảy hướng não và lúc dòng chảy chạy vào thân, tức có nghĩa là nó bị hiện tượng cướp máu nếu mình cho cái đốt lai sung vô. Dạ. Và khi mà chẩn đoán được nó bị cướp máu không hoàn toàn, đây là trường hợp hẹp nặng, thì mình lập tức cho bệnh nhân co bóp cái bàn tay khoảng 20 lần mình làm đốt lai lại, thì từ cái phổ cướp máu không hoàn toàn này nó cho ra cái phổ cướp máu hoàn toàn này. Đó. Bệnh nhân này
có 41 tuổi à. Mà làm cái đốt là đốt sống, đốt là đốt sống mà mình thấy, nhắc lại nha, cái hình này tôi phóng to nên có gì xem. Đây là cái món ăn thân sống này, tức là đây là V2. Đây là động mạch đốt sống này, đây là tĩnh mạch đốt sống nằm phía trên này. Và bạn thấy cái động mạch này lúc xanh lúc đỏ nè, tức có nghĩa là bệnh nhân này bị cướp máu không hoàn toàn, tức có nghĩa là hẹp nặng động mạch dưới đòn bên trái tại gốc đó, và cho cái đốt đen xung quanh xác nhận cái phổ cướp máu không hoàn toàn đó. Và tìm lý do tại sao bệnh nhân này bị như vậy thì cắt ngang và đi thấp xuống phía dưới, thì đây là động mạch cận trung và bệnh nhân có một cái cầu và một cái mổ bắt cầu như này. Thì hỏi là bệnh nhân không có nhiều hiểu biết nên bệnh nhân nói là có bị gì đó về mạch máu và người ta mổ, người ta đặt ống, thì đây là cái mổ bắt cầu rồi, và cái cầu này nó vẫn thông thường đó, nhưng là bệnh nhân vẫn bị cướp máu. Như vậy có nghĩa rằng là không có đủ máu ra nuôi cái cánh tay, cho nên vẫn phải cướp máu để mà có máu ra nuôi cánh tay. Dạ. Đó, đây là cái cầu và bắt đầu là nó aliasing và cái pit rất là cao, tức là bắt đầu nó hẹp trong cái cầu. Và trên cái hình chụp á, thì là nhìn lại thì khi mà một cái người làm siêu âm khác, một cái người đọc phim X-quang khác thì nhiều cái nó mắc cười lắm. Và bởi vì cái hình này mình thấy rõ ràng là bệnh nhân có mổ chẻ cái xương ức để mổ cái phần tim mạch nè. Thì mình thấy nó có một cái này mô tả là một cái khối tổn thương vôi hóa ở trung thất trên bên phải, nhưng mà thực ra là bệnh nhân này bị một cái phình mạch nó bít tắc luôn rồi, người ta mổ bắt cầu đó. Thì cái nhìn thấy đây là trên cái hình, sau đó bệnh nhân có một cái CT không thuốc, cái này CT toàn thân không thuốc, thì mình thấy đây nè, cái phình mạch này nó vôi hóa và nó bít tắc, và đây là cái stand, cái ống người ta đặt mổ bắt cầu đó. Rồi như vậy là sau đó thì bệnh nhân này được tái khám, là bởi vì cái thời điểm mà này là khoảng chừng 2:17, rồi sau đó bệnh nhân tái khám đây 2:17, sau đó bệnh nhân được làm CT, và sau đó năm 2000 bệnh nhân tái khám lại, thì một cái đồng nghiệp của tôi làm thì thấy là nó cướp máu hoàn toàn đó, đúng đó. Như vậy là, và nhìn cái cầu á, thì lúc này nó tắt hoàn toàn cái cầu rồi. Rồi nên nhớ rằng là màu của dòng chảy là màu quy ước, và màu này giúp ta định hướng dòng chảy. Khi định hướng dòng chảy thì ta phải dựa vào hướng màu trên thang vận tốc màu, đừng quên điều đó. Dòng chảy đảo dòng chỉ gặp trong tình trạng bệnh lý, và đây là một dấu hiệu gián tiếp quý giá giúp cho chẩn đoán tốt bệnh lý mạch máu. Rồi bây giờ tôi xin kết luận. Máy móc dù tối tân đến đâu thì nó cũng có những cái hạn chế của nó. Ta cần phải tận dụng tối đa ưu điểm của từng loại đầu dò, cũng như hạn chế tối đa những cái nhược điểm của nó. Như vậy thì mình thấy rằng là 2D nó có vai trò của nó, đốt đen màu nó có vai trò của nó, đốt đen sung nó có vai trò của nó. Tôi nhắc lại nha. Đầu dò 2D tần số nó khác trên màu, nó khác trên đốt đen sung. Và cái tần số càng thấp thì cái độ nhạy đốt le nó càng cao. Rồi, cái đó cái thứ nhất. Giữa đầu dò linear với đầu dò convex thì đầu dò convex tần số thấp hơn, cho nên độ nhạy đốt le nó sẽ tốt hơn. Rồi, tiếp đến nữa, đối với đốt le thì cái hộp màu mình nó càng đông thì càng tốt. Đó là những cái nguyên lý hết sức cơ bản để mình ứng dụng trong cái thực tế. Cái nữa tôi nhắc đi nhắc lại là trong cái bài mà các bạn hỏi về hiện tượng cướp máu á, tôi nói nếu mà hẹp nặng hoặc tắc tại gốc của động mạch dưới đòn thì bắt buộc phải có hiện tượng cướp máu. Còn nếu bạn không thấy hiện tượng cướp máu có nghĩa là bạn làm sai, chứ không phải là không có nha. Bởi vì cái dòng chảy nhiều khi mình cứ nhìn nó chảy như vậy mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà nó là dòng chảy ngược. Và khi mình nhận biết được dòng chảy ngược thì mình nó là chắc chắn là tình trạng bệnh lý. Và nói đến đây thì nó gần như là kết thúc cái phần và động mạch cảnh và đốt sống rồi. Nếu các bạn nào vẫn còn lăn tăn là cái hướng dòng chảy như thế nào thì xin thưa bạn chịu khó học lại cái bài đầu tiên về nguyên lý và kỹ thuật siêu âm mạch máu. Cái bài đó tôi đã dạy rất là kỹ. Tôi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nên đi Hội An để ủng hộ nha các bạn, bởi vì nghe báo vừa rồi là người ta đóng cửa hàng loạt ở ngoài đó rất là tội. Rồi còn câu hỏi tiếp. Với phần trả lời
câu hỏi vừa rồi. Và sau đây là một câu hỏi được gửi tới từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa thầy, khi siêu âm thấy nhịp mạch không đều, mình có ghi nhận không ạ? Đồ đặc hiệu của phổ Tadus Tavus trong chẩn đoán hẹp nặng lúc đó phía thượng lưu. Dạ. Nhiều khi mình thấy nó bị ngoại tâm thu, mạch không đều, mình nên ghi nhận trong báo cáo. Rồi bởi vì những cái người đó là bên tim mạch, người ta phải kiểm tra kỹ, bắt buộc mình phải ghi. Cái thứ hai là cái phổ Tadus Tavus nó rất có ý nghĩa, bạn phải ghi nhận vô. Và vấn đề là mình ghi nhận, mình không chẩn đoán trên siêu âm, mình đâu có biết được phía thượng lưu nó bị gì đâu, mà bệnh nhân sẽ được làm những cái khảo sát bằng siêu âm tim hoặc là CTA hoặc là MRI để chẩn đoán, bắt buộc phải ghi nhận. Và độ nhạy rất cao các bạn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Trọng. Kính thưa quý bác sĩ, phần trả lời câu hỏi vừa rồi đã khép lại buổi cuối của chương trình phần 3 với chủ đề siêu âm Doppler mạch máu ngoài sọ của chủ hội thảo trực tuyến do Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Đối với các bác sĩ đã đăng ký cấp CME, ban tổ chức sẽ chiếu mã QR ngay sau khi kết thúc chương trình. Và các bác sĩ quét mã bằng phần mềm Zalo hoặc là các phần mềm đọc mã QR để mở link làm bài test. Ban tổ chức cũng sẽ gửi một bản câu hỏi qua email cho các bác sĩ vào tối nay. Kính thưa quý bác sĩ, thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý bác sĩ và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong các phần học tiếp theo. Kính chúc quý bác sĩ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn. Các bạn cố gắng làm nha. Hình như bài test không có dễ đâu, nhưng mà nếu mà bạn nào làm tốt hết thì chắc chắn là bạn đó sẽ làm tốt. Cảm ơn các bạn.